chương 141, người giao nạp thuế đầu người không đủ. Một nhà này chủ nhân, có phải hay không cưới sáu cái thê tử? Tên cầm đầu này cơ quan, chính là một phần của hoàng đế thân quản thuế vụ ti. Lúc này đi tới lâm phàm trang viên trước cửa, liền hướng một cái sư gia ăn mặc người dò hỏi. Đúng vậy đại nhân, trước mắt trang viên này gia chủ họ lâm, cưới vợ sáu tên. Sư gia lấy ra một quyển sách lật qua lật lại, liền cuối người gật đầu hồi đáp. Xem như huyện Thái Gia chó săn, đối phương vẫn có nhất định thân phận, nhưng ở thuế vụ ti mặt người phía trước, lại cái rắm cũng không phải những thứ này thuế vụ ti người tương tự với một chút vương triều đông xưởng có thể thẳng tới thiên đình thậm chí còn giống như xinh đẹp quốc cục thuế vụ có quân đội của mình loại cơ quan này liền không có một cái nhân viên công chức không sợ đem hắn kêu đi ra a à, nếu là không nộp ra thuế đầu người liền trực tiếp cầm lần này đến thuế vụ tư nhân viên là một cái thanh niên nam tử rõ ràng là lần đầu tiên tới ở đây nhưng lại mang theo rõ ràng địch ý sư gia đối với cái này mặc dù kỳ quái nhưng không có lòng can đảm đến hỏi cái gì nghe vậy cung kính lên tiếng liền rất là vui vẻ đi gọi môn người gác cổng phúc bá rất mau đưa cửa mở ra khi biết được tình trạng vội vàng đi vào hồi báo sáng sớm lâm phàm vốn đang nằm ở trong ôm nhu hương mặt muốn ngủ cái ngủ nướng bất quá phải biết tình trạng này rõ ràng cái ngủ nướng này là không có cách nào ngủ tại con dâu phục dịch phía dưới lâm phàm xuyên phối tốt y phục liền nhanh chân ra cửa lốt điên đi tới thế giới này hắn còn là lần đầu tiên giao nạp thuế đầu người đâu khoan hãy nói nội tâm của hắn vẫn là thật tò mò đi tới ngoài cửa thu người đầu thuế nhân viên liền khắc sâu vào tầm mắt của hắn ngươi chính là này gia gia chủ lâm phàm thuế vụ ti thanh niên nam tử đánh giá lâm phàm một phen dò hỏi lâm phàm gật đầu nói không tệ ta liền là này nhà gia chủ lâm phàm ta là thuế vụ ti người đã ngươi chính là này nhà gia chủ vậy thì giao nạp thuế đầu người a ta bề bộn nhiều việc còn muốn đi nhà dưới thanh niên nam tử lạnh lùng nói mang theo một cổ đến từ cái cơ quan này ngạo mạn lâm phàm nhíu mày bất quá cũng không có nói cái gì lấy ra chuẩn bị xong ngân lượng liền trực tiếp đưa cho đối phương một cái con dâu một lượng bạc, nếu như số lượng tăng thêm, liền sẽ lấy bao nhiêu thức tăng trưởng. Cũng chính là thứ hai cái con dâu giao hai lượng, cái thứ ba giao là bốn lượng, bốn cái giao tám lượng, năm cái giao mười sáu lạng. Cứ thế mà suy ra điệp gia đi lên. Nếu là con dâu số lượng nhiều, cái này muốn nộp thuế đầu người tuyệt đối là kinh khủng. Lâm Phạm ghi danh có sáu cái con dâu, điệp gia lên phi thường khủng bố, sáu cái tổng hòa cùng một chỗ nhiều đến hơn mấy chục, người bình thường tuyệt đối gánh không được cái này điệp gia thuế đầu người. Càng nhiều lại càng kinh khủng. Ngoại trừ những thứ này đại đầu con dâu, trong nhà người hầu đều không cần kết xù thuế phụ, chỉ cần bình thường nộp thuế liền có thể. Lâm Phàm cho ra ngân lượng, cũng là tính toán qua, chỉ có thể nhiều không phải ít. Nhưng thanh niên nam tử tiếp nhận túi tiền trên tay ước lượng, liền lạnh lùng nói, ngươi nộp thuế đầu người, không đủ. Ta nộp không đủ. Lâm Phàm nhíu lông mày lại, lúc này hắn cũng phát hiện đối phương mang theo địch ý. Bất quá cũng không có lập tức làm loạn, mà là thu liễm lại mỉm cười hỏi, không biết ta nộp thuế đầu người nơi nào không đủ. Thanh niên nam tử hừ nhẹ một tiếng nói, chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí, ta vừa nói ngươi nộp không đủ tự nhiên là không đủ ta lại hỏi ngươi nhà ngươi là có phải có một đám tuổi trẻ nữ bộc không tệ lâm phàm gật gật đầu trả lời muốn xem đối phương chơi ý đồ xấu gì rõ ràng song phương cũng không có gặp qua đối phương vì cái gì đối với hắn mang theo địch ý đã ngươi cũng thừa nhận thế thì dễ nói chuyện rồi ta thu đến người tố cáo nói những thứ này tuổi trẻ nữ bộc kỳ thực không phải cái gì người hầu mà là ngươi cứ thiếp thất vì trốn thuế mới đối ngoại công khai là trong nhà người hầu hiện tại biết vì cái gì không đủ a à? thanh niên nam tử lạnh nhạt mở miệng nói trong mắt địch ý không còn che giấu ha ha thực sự là nực cười nhà ta người hầu tại ta chuyển đến phía trước đã có tại sao mượn cớ trốn thuế những thứ này tùy tiện điều tra một chút đều có thể điều tra đến ta nhìn ngươi đây là muốn cố ý nói xấu ta đi lâm phàm nghe lời nói của đối phương trực tiếp cười ha ha tại hắn phát ra lúc cười lớn một đám cầm trong tay trường thương áo đen thân ảnh liền đem đến đây thu thuế người đoàn đoàn bao vây làm dẫn đường đảng sư gia ở thời điểm này một hồi tê cả da đầu hắn nhưng là biết người trước mắt kinh khủng chiến tích. Nếu như song phương thật bộc phát xung đột, không nói trước về sau đại quân sẽ hay không tới trấn áp, hắn cái này dẫn đường đảng tuyệt đối là chạy không thoát. Những cái kia đến đây trợ thủ nha dịch, ở thời điểm này cũng là một hồi rung chân. Một đám nhất lưu cao thủ tập hợp đủ cùng một chỗ tản ra khí thế, cũng không phải bọn hắn những thứ này kiếm sống nha dịch có thể đối phó được. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn bạo lực chống cự giao nạp thuế đầu người hay sao? Thanh niên nam tử thấy cảnh này, không chỉ không có kinh hoảng, ngược lại nở nụ cười hắn đúng là đến gây chuyện, đến nỗi tại sao lại tìm cái này gốc trạ, tự nhiên là có người ở phía trên đối với hắn tiến hành vĩ thác. Đến nỗi bị vây quanh sợ. Bọn hắn thuế vụ ti người, cho tới bây giờ không sợ bất luận cái gì thế lực lớn, chính là giang hồ đại phái, bọn hắn cũng có thể tùy ý tới lui. Phàm là có người dám chống cự, thuế vụ ti trưởng quản quân đội ít ngày nữa liền sẽ xuất phát mà tới. Ai nói ta muốn chống cự nộp thuế? Lâm Phàm vẫn như cũ mang theo nụ cười, cũng không có bị đối phương nói lời hù sợ. Thanh niên nam tử thấy vậy lông mày nhíu một cái, lâm phàm cái phản ứng này làm cho hắn rất khó chịu dù sao dựa theo tư tưởng của hắn khi hắn chuyển ra một bộ này tới người trước mắt không nói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng cũng tuyệt đối không dám phách lối đến lúc đó phía trên chuyện ủy thác hắn còn không phải dễ dàng liền hoàn thành nhưng bây giờ tiết tấu nhưng có chút không đúng hắn dĩ vãng một hướng về vô lợi xáo lộ tại trước mặt lâm phàm giống như không dùng được bất quá hắn cũng liền chần chừ một lúc rất nhanh lại lạnh giọng mở miệng nói đã ngươi nguyện ý nộp thuế vậy thì nhanh lên bổ đủ a à bổn đại nhân không có thời gian cùng ngươi tại cái này nói nhảm. Ta cũng giống vậy nghĩ, cho nên không có việc gì ngươi liền đi nhanh lên đi, không nên để lại tại cửa nhà nha ngại mắt của ta. Lâm Phàm cười cười gật đầu, công nhận đối phương nói lời nói. Nhưng cái này nhận khả ngữ, lại làm cho sắc mặt của đối phương khó coi xuống. Ngươi biết ngươi đang nói chuyện với người nào sao? Dám như thế làm càng. Thanh niên nam tử không nén được tức giận. Biết a? À. Lâm Phàm lão sư gật đầu, ngươi không phải thu người đầu thuế người sao? Đầu của ta thuế đã toàn bộ giao, ngươi không đi nhanh lên, xử tại cửa nhà nha không phải chướng mắt sao? Lớn mật. Thanh niên nam tử vô cùng tức giận, nhưng nổi giận rõ ràng không thích hợp hắn lần này nhiệm vụ. Hắn lần này tới, không phải muốn chính mình tức giận, mà là thông qua gây chuyện, để cho Lâm Phàm sinh khí, từ đó đối kháng giao nạp thuế đầu người. Chỉ cần đem cái tội danh này chắc chắn, ai tới cũng không cứu được. Bổn đại nhân đã nói, ngươi nộp thuế đầu người không đủ, nếu là ngươi còn không bổ đủ mà nói, liền đợi đến xung quân A. Thanh niên nam tử lạnh lùng nói, trong giọng nói vừa vặn dịp tiểu nhu mấy cái con dâu đi ra hắn rồi nói tiếp còn có ngươi mấy cái này xinh xắn nương tử liền đợi đến tiễn đưa kỷ viện a à, nhìn ngươi những thứ này nương tử đều rất không tệ đến lúc đó bổn đại nhân liền nhân từ chiếu cố một chút sinh ý a à. khi lời nói rơi xuống hắn liền đắc ý nở nụ cười trên mặt mang đầy khiêu khích nhưng sau một khắc hắn cái kia đắc ý cười to khuôn mặt liền bị một bạt tay trực tiếp trùng xuống ba âm thanh giòn nhẹ êm tai đối phương trực tiếp trên không trung xoay tròn vài vòng mới rất xuống đất phúc đối phương vừa rất xuống đất một nguồn máu tươi liền phun tới, mang theo miệng đầy răng. Lấy Lâm Phàm thực lực bây giờ, đối với sức mạnh điều khiển tự nhiên là nhập vi cấp bậc. Một cái tác nói đánh rụng đối phương miệng đầy răng, liền đánh trụng đối phương đầy miệng răng. Lưu lại một khỏa. Đều là đối với nhập vi thao tác kinh nhần. Tô Nhị Hổ cũng vọt lên, hướng về phía té xuống đất đối phương lại là một hồi đạp mạnh. Cẩu vật, liền ngươi còn dám uy hiếp ở chúng ta gia chủ, còn vũ nhục chúng ta chủ mẫu, ngươi đơn giản chính là đang tìm cái chết. Tô Nhị Hổ giận không kìm được đạo, mặc dù lưu lại lực, nhưng chừng mấy cước xuống, trên người đối phương vẫn là đoạn mất tận mấy cái xương cốt. Bắt lấy bọn hắn, bắt lấy bọn hắn. Thanh niên nam tử ngao ngao kêu to, mặc dù bị đánh thảm rồi, nhưng khí thế vẫn là không giảm, hô to để cho đến đây nha dịch đem Lâm Phàm bọn người cầm xuống. Ta xem ai dám. Tô Nhị hổ trừng lớn mắt hổ, hướng những cái kia đi theo mà đến nha dịch gầm lên một tiếng. Tại tiếng quát của hắn phía dưới, đem nha dịch vây quanh hộ vệ, liền đỉnh thương tiến lên, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ đem những thứ này có mặt nha dịch, toàn bộ đều xuyên thành mức quả. Bịch. Đối phương la lên, không chỉ không để cho nha dịch ra tay, ngược lại có nhát gan, ngay cả trên tay bội đao đều dọa đến rớt xuống đất. Lâm gia chủ tha mạng, chúng ta cũng liền làm theo thông lệ đi theo tới mà thôi, đối với ngài là tuyệt đối không có bất kỳ ác ý. Sư gia đã sớm sợ tè ra quần, lúc này nhìn thấy Lâm Phàm liền không ai bị nổi thuế vụ tư nhân viên đều một cái tác tác lực, hắn nơi nào còn dám tung ra một cái rắm, tại chỗ liền cầu xin tha thứ. Các nha dịch cũng là quỷ tinh quỷ tinh, đồng dạng đem vũ khí đều ném xuống. Khi dễ một chút phổ thông bách tính vẫn được, đối đầu một đoàn nhất lưu cao thủ, đây không phải đi trong nhà vệ sinh đốt đèn sao. Bọn hắn cũng không có ngốc như vậy. Các ngươi. Ngang ngược càng trở thanh niên nam tử, khi nhìn đến một màn này trợn tròn mắt. Hắn bị đánh rụng đầy miệng răng, còn bị đánh một trận đánh đập, cũng không có sợ cái gì. Những người trước mắt này chuyện gì không có, vậy mà liền phải quỳ mà cầu xin tha thứ. Cái này khiến hắn làm sao có thể bình tĩnh. Bất quá liền xem như cái dạng này, hắn vẫn không có kinh hoảng cái gì. Ngược lại gắt gao nhìn chầm chầm lâm phàm nói, ngươi nhất định phải chết, dám bạo lực chống cự nộp thuế, không ai có thể cứu được ngươi. Đối với cái này, Lâm Phàm cười cười nói, ta có người hay không cứu được không nói trước, người ta ngược lại biết, không có ai có thể cứu được ngươi. Ngươi còn dám giết ta không thành." Thanh niên nam tử một điểm không quan tâm nói, rõ ràng cho là mình ăn chắc. Bạo lực chống cự nạp thuế đầu người, vậy thì đã là không được tội danh. Nếu là còn dám giết hắn cái này đến từ thuế vụ ty người, đó chính là tội thêm một bậc, trên trời dưới đất không có khả năng có lưu thân chỗ. Đến lúc đó, đánh vào nô lệ xung quân, đó đều là may mắn sự tình. Lâm Phàm không có trả lời cái gì, chỉ là rút ra chính mình con dâu trên tay trường kiếm, trực tiếp đem đối phương một cái chân tháo xuống. Nhìn thấy một cái chân cùng chính mình phân ly, thanh niên nam tử đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy phát ra xông phá phía chân trời thê lương gào gào. Liền như ngươi loại này đồ rác rưởi, ta giết ngươi, lại có thể thế nào? Lâm Phàm một mặt lạnh nhạt, thật giống như trước mắt không phải tới từ thuế vụ ti người, mà là một mực đang tại đợi làm thịt gà vịt. Khó chịu. Liền trực tiếp dở xuống một cái chân. Nếu là lại tiếp tục khó chịu, liền trực tiếp cắt ít hầu, đổ máu, nấu nước, nhổ lông. Đối mặt cái này ánh mắt lạnh lùng, còn có đánh gãy đi chân kịch liệt đau nhất, cái này cao ngạo thanh niên nam tử cuối cùng là biết sợ. Hắn biết, người trước mắt thực có can đảm giết hắn. Mặc dù hắn không rõ vì cái gì có cái này sức mạnh, nhưng sự thật trước mắt chính xác như thế. Nói một chút đi, là ai nhường ngươi tới nhằm vào ta, nếu để cho ta cao hứng, có lẽ ngươi còn có thể nhặt về đi một cái mạng chó. Lâm Phàm nhìn xuống đối phương hỏi, mặc dù thần sắc khôi phục bình tĩnh, nhưng vẫn như cũ để cho người ta sợ hãi, thanh niên nam tử càng là run không ngừng hắn vô cùng rõ ràng, nếu là chính mình trả lời không thể để cho đối phương hài lòng, tiếp theo kiếm tuyệt đối là cắt đứt xuống đến chính mình đầu người. Là hiền vương thế tử. Tại sinh tử dưới bi hiếp bờ, đối phương cuối cùng lựa chọn tham sống sợ chết. Là hiền vương thế tử phân phó ta, để cho ta tại lần này thu thuế phía trên làm khó dễ ngươi, tốt nhất cho ngươi chụp xuống bạo lực chống cự tội danh, đến lúc đó hắn liền thay ta vận chuyển, giúp ta thăng chức. Nếu đều đã nói ra, đối phương cũng không có giữ lại cái gì, đem toàn bộ đầu đuôi sự tình nói ra hết. Lại là tên kia không? Lâm Phàm ánh mắt lạnh xuống, lần thứ nhất bạch liên giáo đến tìm chuyện phiền phức hắn đã biết là đối phương dở trò quỷ vốn là dự định tối nay lại thanh toán nhưng đối phương một ý chết sớm cũng không cần thiết chậm cái gì hoàng thân quốc thích nếu như hắn muốn đối phương ba canh chết đối phương tuyệt chiêu bất quá canh năm đến nỗi triều đình đại quân trấn áp hắn điệu thấp lâu như vậy cũng là thời điểm hướng về thiên hạ hiện ra phong mang thanh niên nam tử cuối cùng tham sống sợ chết mang theo ẩn nhẫn cừu hận rời đi rõ ràng chuyện này đối phương không có ý định kết thúc như vậy đối với cái này lâm phàm không có để ý cứ tới chính là, trên tay hắn còn có 6 cái thiên nguyên đan, còn có thể thúc đẩy sinh trưởng 6 cái cao thủ tuyệt thế. Đến lúc đó lại thêm hắn tên biến thái này, còn có kiếm linh con dâu này, chính là ước chừng 8 cái trở lên cao thủ tuyệt thế. Cao thủ tuyệt thế. Một cái liền có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Bây giờ 8 cái tập kết cùng một chỗ, còn có một đống lớn siêu nhất lưu cùng nhất lưu, được bao nhiêu quân đội tới mới đủ bọn hắn giết. Đối với hôm nay trêu chọc sự tình, Lâm Phàm cũng không có sợ, ngược lại có chút chờ mong. Bất quá trước đó, trước tiên đem hiền vương thế tử làm thịt vì chuyện kế tiếp tế cái kỳ hôm nay ba chương cũng là đại chương hơn một vạn chữ thân thể khỏe mạnh một chút hôm nay bạo càng một đợt hôm qua đáp ứng đại gia thật không tốt ý tứ chủ yếu là cơ thể còn không có khôi phục cho nên thất ước bất quá yên tâm đằng sau tác giả nhất định sẽ gấp bội bù lại tấu chương xong chương 142, mưa gió nổi lên phu quân thuế vụ ti lệ thuộc võ hoàng là triều đình chân chính bạo lực cơ quan thậm chí có chính mình chuyên môn quân đội bây giờ loại tình huống này đối phương chắc chắn sẽ không làm tốt Kiếm Linh có chút lo lắng nói. Ngoại trừ đau mịt mờ cái này hổ nương môn, khác con dâu cũng là có chút lo nghĩ. Dù sao triều đình uy áp tứ hải, cũng sớm đã xâm nhập lòng người. Liền xem như tứ tuyệt thế lực lớn, đối mặt triều đình người chúa tể này, cũng không sinh ra lòng phản kháng. Đối với con dâu nhóm lo nghĩ, Lâm Phàm cười cười an ủi, không cần lo lắng, ta tất nhiên dám làm như thế, đương nhiên sẽ không sợ cái này, triều đình là mạnh, nhưng chúng ta lâm gia cũng không phải tùy ý nắm. Không nói mạnh không mạnh vấn đề. Đối phương đều dẫm lên cửa nhà hắn, còn vũ nhục vợ của hắn nhóm, hắn như thế nào có thể nhẫn? Tại đối phương mới móc thời điểm. Chuyện này chắc chắn không cách nào lành. Coi như hắn ngay từ đầu ẩn nhẫn, đối phương cũng sẽ không ngừng gây chuyện. Đã như vậy. Cái kia dứt khoát liền triển lộ phong mang A. À. Đúng thế, mùi mùi ngươi cái này sợ gì chứ, đối phương thực có can đảm không hỏi nguyên do tới, chặt chính là. Đau mịt mờ thứ nhất phụ họa, nâng cao bụng lớn đều muốn chém người. Lâm Phàm cho nàng một lần nữa rèn đúc thành bán thần binh trường đao, đi ra ngoài liền sẽ lấy tay bên trên, tùy thời rút đao chém người đối mặt loại này hổ nương môn chính là lâm phàm cái này vĩ ngạn nam tử cũng là có chút bất đắc dĩ khó trách hắn hung hãn cha vợ bị mẹ vợ thời khắc nắm cái này người bình thường thật đúng là ho không được thật mà phải sợ cao hứng tùy thời rút đau muốn cùng ngươi đối với chặt liền hỏi ngươi chịu được không kêu người nào muội muội đâu lốt điên kiếm linh trợn trắng mắt tức giận nói còn có ngươi cái này đều nhanh muốn sinh có thể ngừng chút hay không như thế nào hâm mộ đau mịt mờ nghe vậy nhíu mày lại hết chính mình bụng lớn kiếm linh nghiến răng nghiến lợi nhưng tại đối mặt lời nói này lại hoàn toàn không có cách nào phản bác nàng đúng là hâm mộ đáng tiếc bụng chính là bất tranh ký cũng có lẽ là số lần không đủ nhiều để cho nàng một mực không thể toại nguyện nghĩ tới chỗ này nàng không có tâm tư đi lo lắng cái gì ngược lại vô ý thức hướng lâm phàm cái này phu quân nhìn qua không đơn thuần là nàng khác ba cái con dâu cũng ba ba nhìn lại lâm phàm gãi đầu một cái sao còn nghĩ đem vi phu nuốt sống nha nếu là lớn mật như thế ta phàm ca kim cô bổng sẽ phải đại náo biển sâu hôm nay không quái long trời lỡ đất rảnh biển cuốn ngược liền không khả năng dễ dàng kết thúc nhị hổ nếu như thuế vụ ti quân đội tới không hỏi nguyên do liền làm loạn trực tiếp giết chết bất luận tội lâm phàm đối với tô nhị hổ phân phó một câu liền vẫn không thích hợp con dâu nhóm trở về náo hải tô nhị hổ không nghĩ nhiều như vậy hắn lúc này chỉ có lâm phàm cho chỉ lệnh gia chủ phân phó các ngươi đều nghe được a à. bắt đầu từ hôm nay trang viên toàn diện giới nghiêm cơ quan điểu cảnh giới phương viên 10 dặm khu vực tiến vào trạng thái tùy thời chiến đấu cô nhị hổ nghiêm túc nghiêm mặt phân phó là cầm trong tay trường thương minh vệ cùng kêu lên lĩnh mệnh cấp tốc đi làm việc đem minh vệ an bài tốt cô nhị hổ lại đối chỗ tối tâm phân phó nói tất cả ám vệ trừ tất yếu thủ hộ gia chủ toàn bộ ra ngoài dò xét tình báo có quân đội hướng trong nhà điều động lập tức quay lại hồi báo là chỗ tối tâm truyền ra có chút non nớt đáp lại tiếp lấy mấy đạo bóng đen hướng phương xa lấp lóe mà đi đem những thứ này đều an bài hoàn tất tô nhị hổ liền trở về gian phòng của mình lấy ra lâm phàm cho hắn chuyên môn chế tạo các loại phá giáp tiễn tiến hành ngâm độc tất nhiên gia chủ muốn hiện ra phong mang vậy dĩ nhiên không cần thiết che giấu cái gì muốn lộng liền triệt để làm một cái thống khoái vạn quân trong bụi rậm bắn giết địch tướng thủ cấp đây tuyệt đối là một cái chuyện phi thường thú vị tô nhị hổ khóe môi nhếch lên cười lạnh đem từng thanh từng thanh phá giáp tiễn ngâm đến kịch độc ở trong những thứ này kịch độc là lâm phàm lợi dụng mắt cấp độc thuộc điều phối đi ra ngoài liền xem như tứ tuyệt cao thủ dính vào, một cái xử lý không tốt, cũng sẽ vứt bỏ mạng nhỏ, khắc trở xuống cao thủ, cơ bản đều là vào máu là chết. Trừ này không có thứ hai khả năng. Phía trước cũng là bởi vì độc tố quá mạnh, hắn rất ít tiến hành cái này độc hại, nhưng bây giờ muốn đối kháng triều đình bạo lực cơ quan, bày ra bản thân phong mang, vậy dĩ nhiên không có cái gì dễ cất giữ. Tô nhị hổ định rồi cái mục tiêu nhỏ. Đó chính là bắn giết 10 cái tướng quân, để cho quân đội không có tướng quân dám mạo hiểm đầu. Xem như siêu nhất lưu bắn tên tay, trên tay càng nắm lấy thần tượng lượng thân chế tạo bán thần binh trưởng cung, có thể tăng phúc phá giáp trên tên nội lực xuyên thấu, liền xem như siêu nhất lưu thực lực tướng quân, hắn đồng dạng có thể bắn giết. Không biết sẽ đến bao nhiêu tướng quân, tốt nhất nên nhiều một điểm, để cho ta nhị hổ đại đại dương danh. Cô nhị hổ bên cạnh ngâm độc bên cạnh nỉ non, hàm hàm hình dạng phía dưới, có một khỏa dương danh thiên hạ tâm. Hoặc có lẽ là, trước đây nửa đường ngăn lại lâm phàm xe ngựa, hắn liền có ý nghĩ như vậy. Thời gian trôi qua. Rất nhanh một ngày thời gian liền đi qua khi thuế vũ ti thanh niên nam tử trở về thêm mắm thêm muối một trận giảng thuật quản lý thiên phong huyện thành ở bên trong mây đen quận thuế vũ ti chủ quan trong nháy mắt bạo nộ rồi thuế vũ ti đến võ hoàng đế thành lập tới nay đã có thời gian mấy chục năm ở trong chút thời gian này mặt chưa bao giờ có người sống dám bạo lực chống cự vì sao là không có người sống đó là bởi vì có can đảm phản kháng đều bị bọn hắn thuế vũ ti quân đội nghiền thành cặn bã mây đen quận thuế vũ phân ti mặc dù chỉ có một cái doanh binh lực nhưng lại là tăng cường doanh tổng binh lực đạt đến năm hơn nữa phân phối có thần cơ doanh hỗ trợ chế tạo đại sát thương vũ khí. Tỷ như thần cơ nỏ, nhị lưu cao thủ đều có thể sát thương. 5000 binh lực cùng một chỗ chinh phạt, một vòng tề xạ tiếp, ngoại trừ tứ tuyệt thế lực lớn, không có một cái có thể chống đỡ được. Mà cái này, chỉ là một cái quận trú quân. Liền xem như tứ tuyệt thế lực lớn, đánh không lại còn có thể từ địa phương khác tăng binh, thậm chí báo cáo võ hoàng đế, từ kinh doanh điều khiển chân chính đại quân tinh nhuệ tới. Võ hoàng hiếu chiến. Những năm này thường xuyên đối ngoại chiến tranh. Kinh trong doanh trại tinh nhuệ, cũng không phải một nát vương triều lão gia binh. Cái này cũng là vì sao võ hoàng thu nạp thuế đầu người, để cho phổ thông bách tính có khổ khó nói, võ hoàng thống trị vẫn như cũ vững như thái sơn nguyên nhân, thật sự có tuyệt đối trấn áp sức mạnh. Tăng thêm chuyên môn trấn áp võ lâm cao thủ trấn võ ti, thiên hạ thế lực, ai dám phản kháng triều đình chính lệnh. Nhưng bây giờ, lại ra một người như vậy. Không đơn giản bạo lực chống cự nạp thuế đầu người, còn đem thu thuế sứ giả phế đi một cái chân. Đây cũng không phải là phản kháng chính lệnh, mà là đem triều đình khuôn mặt, dẫm ở dưới chân ma sát nếu là không hung hăng trừng trị, về sau không phải ai cũng dám, nhảy đến trên đầu đi ị đi đái. Vậy làm sao có thể nhẫn? Đại nhân vì ta làm chủ A, cái kia ác liêu không chỉ xem thường chúng ta thuế vụ ti, còn xem thường triều đình, thậm chí xem thường anh minh thần võ võ hoàng đế, tuyệt đối không thể nhẹ tha thứ A. Thanh niên nam tử kêu khóc lấy, mất một cái chân hắn, nhìn muốn nhiều đáng thương có đáng thương biết bao. Chủ quan lạnh mặt nói, ngươi cứ yên tâm chính là, tất nhiên cái kia cùng đồ dám không nhìn triều đình, xem thường anh minh thần võ ngô hoàng, còn đem ngươi tổn thương đến nước này, Bổng đại nhân định không buông tha hắn. Lời nói rơi xuống. Hắn liền đối với chó săn phân phó, để cho đem trú đóng ở mây đen quận quan võ mời đến. Không bao lâu thời gian. Một cái thần sắc lạnh lùng trắng hán, liền mang theo một thanh trường đao đến. Không đến nửa canh giờ. Cái này quan võ liền nhanh chân rời đi. Tiếp lấy đang huấn luyện thuế vụ ti quân đội, liền nhanh chóng tập kết. Ngày thứ hai. Quân đội liền lao nhanh nhổ trại xuất phát. Tấu chương xong. Chương 143, không cần lưu thủ. Lâm gia trang viên ước chừng náo loạn một ngày hải lâm phàm mới thần thanh khí sản từ ôn nhu hương đứng lên con dâu nhóm đều được mưa móc thoải mái mỗi một cái đều xinh xắn xinh đẹp lâm phàm yên tĩnh thưởng thức một phen liền đi tới thiết tượng phòng mấy cái cơ quan thú thả rất lâu hắn tính toán lần này kéo ra ngoài dắt dắt mạnh đi nửa cá nhân thực lực cũng chỉ là cá nhân thực lực tối đa chỉ là chém đầu mà thôi không đạt được chấn nhiếp khổng lồ quân đội cái chủng loại kia cường độ nhưng kim loại cấu tạo quái vật khổng lồ liền không đơn thuần là chém đầu là chân chính một người có thể ngăn cản vạn quân thử nghĩ tại vũ khí lạnh thời đại một cái dài mấy chục thước kim loại cơ quan đại xà tại quân trận bên trong mạnh mẽ đâm tới lại là một cái như thế nào tình trạng không nói nhiều hơi lộn mấy vòng cũng không biết sẽ đè chết bao nhiêu mà liền tại lâm phàm đi tới thiết tượng phòng chuẩn bị cho mấy cái cơ quan thú lên máy bay dầu tô nhị hổ liền mang theo vẻ hưng phấn vội vã tìm tới phàm ca thuế vụ ti quân đội tới tô nhị hổ hưng phấn nói lâm phàm thấy vậy có chút buồn cười nói thế nào quân đội đều phải đánh đến tận cửa làm sao nhìn ngươi vẫn rất cao hứng chẳng lẽ ngươi thật có cái gì biến thái mới tốt? Sao có thể nha? Tô nhị hổ uống nắng một câu, bất quá rất nhanh lại đè nén không được hưng phấn, vào đầu nói, ta đây không phải muốn nhìn một chút, có thể hay không xả mấy cái tướng quân xuống ngựa sao? Lốt điên. Ngươi cái này ngu ngơ, không nghĩ tới chí hướng vẫn còn lớn, còn nghĩ xả tướng quân xuống ngựa. Lâm Phàm lắc đầu cười. Hắc hắc. Tô nhị hổ ngu ngơ tiếp tục vào đầu, gia gia của ta đã nói với ta, nam nhi tốt phải có đại chí hướng, cho nên ta đã từng liền suy nghĩ, đi chiến trường làm tiên phong đại tướng, nhìn thấy địch tướng liền bắn xuống mã, bây giờ mặc dù tràn cảnh kém một chút, kỳ thực cũng không sai biệt lắm, cho nên hắc hắc. Ân, chí hướng không tệ. Lâm Phàm biểu thị ra tán thành, tiếp lấy lại mở miệng hỏi, thuế vụ ti quân đội tất nhiên xuất phát, cái kia rất rõ ràng, đối phương không có ý định hỏi cái gì nguyên do, trực tiếp trấn áp thô bạo, người đợi chút nữa xuống phân phó hộ vệ đội người, để cho bọn hắn phối tề các loại đại sát khí, nếu như đối phương làm loạn, không cần nương tay cái gì. Là. câu Nhị Hổ muốn chính là câu nói này, nghe vậy cấp tốc gật đầu thật hưng phấn xuống an bài lâm gia hộ vệ đội ngũ cũng không vẻn vẹn là cá nhân thực lực đủ loại đáng sợ ám khí cũng là phân phối có nếu như tiểu đội 10 ngoài phối hợp cùng một chỗ diệt đi một cái giang hồ thế lực lớn đều không phải là vấn đề liền xem như siêu nhất lưu cao thủ cũng gánh không được tiểu đội 10 ngoài vây giết đem tô nhị hổ đuổi tiếp lâm phàm liền tiếp tục vừa rồi việc làm nếu mà bắt buộc cơ quan thú sẽ cường thế đăng tràng. đến lúc đó hắn sẽ nói thiên hạ biết người cái gì gọi là đại nhân thời đại thay đổi đối với sắp đối mặt đại khủng bố xuất phát mà đến thuế vụ ti quân đội cũng không biết. Bọn hắn liền giống như nhận được hồi báo chủ quan, đối với bất luận cái gì có can đảm khiêu khích tồn tại, để nhất lựa chọn cũng là tiến hành cường thế nhất nghiền ép, không lưu bất luận cái gì người sống. Đến nỗi đúng sai. Những thứ này đối với bọn hắn mà nói, cũng không trọng yếu, bất cứ ý nghĩa gì bên trên chống cự, cũng là tự tìm cái chết. Nhiều năm trước tới nay, chuyện này sớm đã xuyên qua triệt để. Chỉ cần có can đảm người chống cự. Giết. Đến nỗi là oan giả án sai, giết về sau điều tra nữa, tự nhiên có người chuyên xử lý. Đây là uy nghi vấn đề. Nếu là không có loại này thủ đoạn thiết huyết, như thế nào trấn áp thiên hạ cao lai cao cứ các lộ cao thủ? Cho nên tại bọn hắn xúc động thời điểm, không quản sự đi qua đúng sai như thế nào, có can đảm bạo lực chống cự triều đình đoạt lại thuế đầu người lâm phàm, chú định trở thành bọn hắn vong hồn dưới đao. Tướng quân, lần này vẫn là theo dĩ vãng phương thức xử trí, trực tiếp quét ngang qua sao? Thuế vụ ti trong quân đội quân, một cái phó tướng hướng dẫn đầu tướng quân xin chỉ thị. Người tướng quân này chính là trước đây được thỉnh mời quan võ, không một người dám giúp cực kỳ vạm vỡ, khuôn mặt dữ tận dọa người, thực lực càng là đạt đến siêu nhất lưu tiêu chuẩn, trước kia là cái tội phạm, bất quá về sau bị chiêu an. Kể từ hắn làm mây đen quận trú quân chủ tướng, những năm này mỗi lần ra tay, đều có thể gọi là gió tanh mưa máu. Tại hắn người chủ tướng này dẫn dắt phía dưới, dưới đáy quân tốt làm việc cũng là tàn nhẫn vô tình. Dù sao dưới đáy quân tốt, rất nhiều cũng là hắn làm tội phạm lúc, chiêu tại dưới quyền ác đồ. Bây giờ lắc mình biến hóa trở thành bạo lực cơ quan nhân viên, còn có một cái tội phạm chủ tướng, ngày thường đi ra thi hành nhiệm vụ, là một cái như thế nào quy tắc làm việc có thể tưởng tượng được. Thực tế chính xác như thế. Khi phó tướng tiến lên xin chỉ thị, tội phạm chủ tướng liền lãnh đạm nói, bất luận cái gì có can đảm đối kháng triều đình giả, đối kháng võ hoàng giả, giết hết không xá, đem nuôi nhốt gà, đều cho bản tướng chặt xuống đầu gà tới. Tuân lệnh. Phó tướng cũng là chiêu an cùng một chỗ tiến vào, lúc này nghe vậy lập tức lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Sau một lát nhìn chung quanh một chút cường binh hãng tốt, lại thấp giọng xin chỉ thị, tướng quân, nghe người nhà này lại không thiếu nữ tử, phải chăng có thể để cho các huynh đệ trước tiên sản khoái một chút. Tội phạm chủ tướng nghe vậy lạnh nhạt quét đối phương một mắt, bất quá lại không có phản bác lời nói này. Không có phản bác. Vậy dĩ nhiên là chấp nhận. Bị triều đình chiêu an vào, tự nhiên không thể giống như trước kia làm việc, nhưng dưới đáy binh sĩ kiềm chế quá lâu, ngẫu nhiên làm càng một chút, điều này cũng không thể trách hắn người chủ tướng này. Coi như truyền ra ngoài. Cùng lắm thì liền rút vài roi làm giao phó. Lấy được ngầm thừa nhận, phó tướng rất nhanh liền chuyện này, truyền cho một chút tâm phúc thuộc hạ. Khi biết được điểm này, quân đội tốc độ tiến lên, rõ ràng biến nhanh. Chủ tướng đối với cái này không nói gì thêm, chỉ là yên lặng dục ngựa tiến lên. Rất nhanh. Quân đội liền đi tới Thiên Phong huyện thành. Huyện thành người đứng đầu huyện thái gia, khi biết đối phương đến, vội vàng mang xuống thuộc ra khỏi thành nên đón. Nhưng không có nhận được để ý tới, chỉ là muốn một chút vật tư, liền hướng Lâm Phàm chỗ trang viên, cùng ung giết tới. Trong quân đội phối hữu 500 kỵ binh, lúc này bị làm tiên phong. Dẫn đầu chính là vừa rồi xin phép phó tướng, lúc này trên mặt tàn nhẫn chi sắc không làm che giấu, dưới đáy kỵ binh, rất nhiều cũng là bọn hắn trước kia tâm phúc, trước đây không có chiêu an, là giang hồ nổi danh bọn cướp đường. Bây giờ chiêu an mặc dù chính quy một điểm, nhưng chân chính hành động, lại tràn ngập một cổ sát khí. Trên đường có người đi đường nhìn thấy, toàn bộ đều dọa đến tè ra quần, nhảy đến ven đường khe rảnh tránh né. Hừ! Một đám bọn chuột nhắc. Phó tướng thấy cảnh này, lập tức cắt một cái nước miếng. Đi theo kỵ binh cũng là cười lạnh, kèm theo tiếng vó ngựa, rất nhanh là đến cửa trang viên. Tại đối phương không có đến lúc, trong trang viên vệ đội ngay tại tô nhị hổ cái này thống lĩnh an bài xuống làm xong ứng đối chuẩn bị lúc này đối phương phóng ngựa mà tới không có chút gần sóng nào mấy chục minh vệ cầm trong tay trường thương đứng tại trước cửa trang viên không có bởi vì đối phương cưỡi ngựa mặt giáp số lượng là chính mình hơn gấp 10 lần mà có chút bối rối lạnh lùng ánh mắt bình tĩnh giống như là tại nhìn một đám người chết phó tướng nhìn thấy màn này lập tức trong mắt hơi hiếp lạnh giọng mở miệng nói nha a à, xem các ngươi dáng vẻ chẳng lẽ còn nghĩ ngoan cố chống lại hay sao thực sự là một đám không biết sống chết con kiến chúng ta không biết sống chết. Tô Nhị Hổ đứng tại đội ngũ trung ương, thay đổi vệ đội thống lĩnh dành riêng màu lót đen viền vàng áo bào, lãnh đạm nhìn đối phương, cùng ngày xưa tại Lâm Phàm trước mặt ngu ngơ bộ dáng, hoàn toàn là hai thái cực. Ha ha, chẳng lẽ không phải sao? Phó tướng khinh thường nở nụ cười, thân dựa vào triều đình cái này chỗ dựa, bọn hắn sớm đã coi trời bằng vung. Đừng nói là nông thôn một cái thổ tài chủ, liền xem như danh khắp thiên hạ thế lực lớn, hắn cũng không thả trong mắt. Hơn nữa hắn cũng có tư bản. Không nói tối cường chỗ dựa, vẻn vẹn chính hắn thực lực thì đến được nhất lưu đỉnh phong tại không sợ chết bọn cướp đường dưới tinh thần liền xem như phổ thông siêu nhất lưu đều có thể chém giết còn có dưới đáy kỵ binh tinh nhuệ đại bộ phận cũng là nhập lưu cao thủ trong đó đội trưởng trở lên tất cả đều là nhị lưu đại cao thủ phóng tới giang hồ võ lâm cũng là một đường hảo hán trước đây bọn hắn sẽ bị triều đình chiêu an cũng là bởi vì bọn hắn thực lực tổng hợp rất mạnh mẽ bây giờ tới đối phó một cái xã hạ thổ tài chủ như thế nào có thể có ngoài ý muốn đến đổi dĩ vãng phát sinh tại đây nghe đồn bọn hắn quân đội chính quy là những cái kia mặt hàng có thể so sánh. Lúc này hắn kinh thường xem thường, không phải hắn tự đại, mà là hắn tư bản. Đối với chuyện này, Tô Nhị Hổ không có đi phản bác cái gì. Đối mặt với đối phương cao cao tại thượng khinh thường xem thường, hắn chỉ là cười cười nói một câu. Người nói không sai, chúng ta đúng là không biết sống chết, thậm chí chỉ cần chúng ta gia chủ ra lệnh một tiếng, liền xem như bên trong đều hoàng cung, chúng ta cũng dám trùng sát, nhưng hôm nay, lại là ngươi nhất định chết trước. Tô Nhị Hổ cười nhạt một cái nói. Hảo một cái cuồng đồ. Phó tướng nghe vậy trợn to hai mắt, không nghĩ tới gặp phải một cái so với mình còn cùng người. Cái này khiến hắn cảm thấy bị mạo phạm. Không nói chiêu an tiến vào triều đình bạo lực quân đội, coi như trước đó còn tưởng là bọn cướp đường, ai dám dạng này cùng hắn nói chuyện, ngoại trừ đầu đem ghế xếp đại ca, cũng chính là bây giờ chủ tướng, hắn phóng ai ở trong mắt. Bây giờ loại tình huống này, đơn giản chính là đối với hắn khiêu chiến. Nhưng tô nhị hổ lại không lại trả lời, chỉ là khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt rút ra bao đựng tên bên trong một chi phá giáp tiễn, dương cung hướng đối phương bắn tới. So với dĩ vãng tài năng lộ rõ, lúc này hắn dương cung bắn tên lại là vân đạm phong kinh chi ý một mắt nhìn xem giống như là không có lực sát thương còn nghĩ xạ ta xuống ngựa phó tướng rõ ràng cũng liền nhãn lực này lúc này nhìn thấy tô nhị hổ động tác trực tiếp nở nụ cười hắn nhưng là nhất lưu cao thủ đỉnh phong có thể chém giết phổ thông siêu nhất lưu tồn tại a à? chỉ là cung tiễn còn nghĩ đem chính mình bắn xuống mã đây là nghĩ mông ngựa ăn chỉ thấy hắn tiện tay rút đao muốn đem mũi tên bổ ra tiện thể bày ra trào phúng chờ đem đối diện sĩ khí đè xuống hắn liền trực tiếp xuất đội xông tới giết, đây là hắn bọn cướp đường quen dùng sáo lộ. Bằng không thì, hắn cũng sẽ không nói nhảm. Nhưng hắn cho là có thể tùy ý bổ ra mũi tên, lại tại tiếp xúc được trong nháy mắt, trên tay trường đao trực tiếp bị bắn ra ngoài, hắn chỉ tới kịp con ngươi co rụt lại, không thể ngăn trở mũi tên, liền thẳng tắp cắm ở trái tim của hắn vị trí, tiếp lấy sâu đậm cắm vào, mũi tên từ một bên khác bốc lên. Hắn nhưng là người mặc bảo hộ tâm khải, đừng nói là mũi tên, liền xem như thần cơ doanh tên nỏ, cũng đừng hòng đem đặc chế bảo hộ tâm khải bắn thủng chớ đừng nói chi là hắn còn cần đau ngăn cản một cái. Nhưng bây giờ lại bắn thủng. Từ trái tim của hắn nối liền mà qua, mang theo quán tính chi lực, đem hắn từ trên lưng ngựa mang theo, hướng về sau phương ném đi ra ngoài, đánh bay mấy người, mới lăn dưới đất. Một tiễn. Trực tiếp liền bắn xuống mã. Liền cái này, còn dám kêu gào. Phó tướng cả người trời đất quay cùng, chỉ mơ hồ nghe được một câu nói truyền vào trong tai, hắn liền sẽ nghe không được khác, tại chỗ liền nhận cơm hộp. Tác giả đổi mới viễn siêu đại bộ phận tác giả, lại còn nói ngắn tiểu, cái này quá khó khăn bất quá vì không bị nói, về sau đều biết tận lực bạo càng, tranh thủ mỗi ngày một vạn đổi mới trở lên. Tấu chương xong. Chương 144, thật thú vị chơi một cái. Tiên phong tướng lĩnh bị bắn giết tại chỗ. Còn lại kỵ binh mặc dù không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng đối mặt một màn này lại mộng. Bọn hắn không nghĩ tới, lấy nhóm người mình thân phận, có người dám không chút do dự ra tay. Hơn nữa ra tay chính là tuyệt sát. Không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ, tại chỗ tướng lĩnh quân phó tướng bắn xuống mã. Cái này không chỉ là thực lực còn có cái kia đáng sợ dũng khí. Hắn làm sao dám? Dưới đáy kỵ binh rối loạn, rõ ràng không có trải qua chuyện như vậy. Giết! Vì phó tướng báo thù. Dưới đáy tất cả đội trưởng trở lại bình thường, liền rút đao khởi xướng xung kích hào. Bọn hắn không thiếu cũng là khi xưa bọn cướp đường, là chân chính kẻ liều mạng, nhìn thấy nhà mình nhị đương gia bị không lưu tình chút nào bắn giết, lúc này coi như không có người phân phó, cũng muốn báo thù rửa hận. Tô nhị hổ hít mắt, lạnh giọng mở miệng phân phó, tất cả minh vệ nghe lệnh, bất luận cái gì có can đảm bước vào ta lãnh địa nhà họ lâm giả, giết chết bất luận tội. Tuân lệnh. Minh vệ chỉ có hơn 10 người, thật đáng giận thế không chút nào không kém đối diện mấy trăm kỵ binh. Mặt đối mặt xung kích, tại chỉ lệnh rơi xuống trong nháy mắt, liền đem trên tay trường thương để nằm ngang, ba người một tiểu đội giao thế cùng một chỗ, bắt đầu chạy nhanh lên. Ngay từ đầu cái này chạy rất chậm. Nhưng theo đội ngũ chạy, lại càng lúc càng nhanh, Sau đối diện tuấn mã chạy còn nhanh. Đối diện kỵ binh là cưỡi ngựa xung kích, tốc độ chính là ưu thế của bọn hắn. Nhưng để cho bọn họ không nghĩ tới. Bên này đối thủ vẻn vẹn dùng một đôi chân chạy so tuấn mã còn nhanh cũng là bởi vì điểm ấy lốt điên khi song phương đụng vào nhau không thiếu kỵ binh liền phản ứng cũng không có liền bị đặc chế trường thương trực tiếp từ trên ngựa chọn lấy xuống cùng mức quả một dạng trên không trung chết thẳng cẳng kêu thảm tuấn mã mang theo tới quán tính xung kích là phi thường khổng lồ có thể rõ vệ lại không có bởi vì cái này quán tính xung kích mà trì trệ một chút ngược lại tiếp tục hướng càng kỵ binh phía sau xung kích song phương ngắn mũi đụng vào nhau mà qua cơ hội mỗi một cái minh vệ trường thương bên trên đều mặc ba cái trở lên kỵ binh. Có không ít không có lập tức chết đi, còn tại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phối hợp thêm một thương ít nhất chọn ba cái hình ảnh, thấy trực khiếu da đầu rung lên. Nhưng Minh vệ lại mặt không biểu tình, bọn hắn tại lúc tác chiến sẽ đem đặc chế mặt nạ kéo xuống, không chỉ có thể phòng hộ ám tiễn bắn giết, còn có thể phòng ngừa máu me tung tóe che mắt. Lúc này có không ít huyết dịch vẩy vào trên mặt nạ, đem bọn hắn nâng đỡ đến giống như tu la. Đưa tay nhẹ nhàng đem trường thương trên mặt lấy thi thể phát rơi, không hề chết hết kỵ binh, đặc chế hợp kim chiến hoa sẽ đối với cổ họng của bọn hắn nhẹ nhàng đạp mạnh, tiến hành vô tình thu hoạch. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì gần sóng. Minh vệ cơ số không lớn, dù là mỗi một cái bình quân thu hoạch được ba cái kỵ binh, cũng liền thu hoạch được hơn 100 cái mà thôi, đối diện vẫn như cũ còn thừa lại có mấy trăm kỵ binh. Nhưng làm nhìn thấy màn này, còn lại kỵ binh toàn bộ da đầu sắp vỡ, hoàn toàn không có đối chiến chi tâm. Vừa rồi, chỉ cần kề những thứ này tu la. Mặc kệ là nhị lưu thực lực đội trưởng, vẫn là nhập lưu thực lực tinh nhuệ, toàn bộ đều bị thu gặt không có một cái có thể ngoại lệ trái lại bọn hắn bên này thì sao rõ ràng đã liều mạng nhưng toàn bộ bị hời hợt né tránh hoặc chính là trở tay một thương đem bọn hắn từ ngựa thượng thiêu xuống đi theo tay xuyên hồ lô một dạng một màn này liền xem như đồ đần cũng biết đối mặt mình rốt cuộc là vật gì mấy chục cái hộ vệ áo đen lại tất cả đều là nhất lưu trở lên đại cao thủ một cái cường hãng nhất lưu đại cao thủ cũng có thể làm tiên phong đại tướng tại trong đại quân liều chết xung phong bây giờ mấy chục cái dạng này đại cao thủ hơn nữa tu luyện vẫn là vũ kỹ giống nhau tinh thông phối hợp chi đạo bọn hắn lấy cái gì đi đánh cầm đầu đi đánh sao rút lui mau bỏ đi cũng không biết là ai trước tiên nói lên còn lại kỵ binh bắt đầu chạy thục mạng cái gì cường hãn bọn cướp đường cái gì hung hãn không sợ chết tại không thể chống cự lực lượng trước mặt cũng là giống nhau vẻn vẹn một cái đánh giáp lá cà 500 kỵ binh tinh nhuệ liền bị đánh tan chạy thục mạng dù là không có truy kích lần này cũng cảm địch gần 200. trăm đến nỗi xuất chiến minh vệ, ngoại trừ mấy cái bị trầy da, liền không có cái khác tổn thương. Bọn hắn áo bào là thần tượng chế tạo nhuyễn giáp, cho dù có loạn đao chém vào phía trên, cũng không cách nào rung chuyển. Phối hợp thêm nhất lưu thực lực, cùng đứng đầu nhất thương pháp, chỗ nào là mấy trăm kỵ binh có thể bị thương. Thống lĩnh, muốn đuổi không? Lại một lần nữa kinh nghiệm huyết hỏa tẩy lễ, minh vệ đô càng thêm thoái biến, không thiếu bắt đầu trở nên khát máu. Tô nhị hổ cười lạnh nói, không cần đuổi, những thứ này chỉ là tiên phong, nếu là giết hết, phía sau đối phương đại quân, chắc chắn cũng không dám tới, phải cho bọn hắn một tia hy vọng. Thống lĩnh muốn đem đại quân toàn bộ lừa giết. Đến đây hỏi thăm chính là một cái đội trưởng, thực lực đạt đến nhất lưu đỉnh phong, nhiều lần kinh nghiệm huyết hỏa tẩy lễ, tính cách là trong đó nhất là khát máu một cái, lúc này nghe được dự định, lập tức mắt sáng ngời. Tất nhiên gia chủ để chúng ta không cần lưu thủ, vậy dĩ nhiên là toàn lực ứng phó. Tô nhị hổ nhẹ nhàng trả lời. Đến nỗi ý tưởng nội tâm, tự nhiên là còn không có xạ sản khoái, mới bắn một tên tướng quân mà thôi. Hơn nữa nhìn áo giáp chế tạo, còn không phải chủ tướng, nhiều lắm thì cái phó tướng hoặc thiên tướng mặt hàng này nơi nào có thế thỏa mãn hắn đại chí hướng hảo định không để gia chủ thất vọng khát máu đội trưởng nghe được câu này lập tức phấn khởi cô nhị hổ nhíu nhíu mày cái này có người so với mình còn tốt chiến a trước đó cũng là người trong thôn nhìn xem đều thật đàng hoàng ai biết trải qua mấy lần huyết chiến một cái sau so một cái khát máu hơn nữa chiến đấu không có chút nào khiếp ý nếu như là cá biệt cái này còn có thể nói là tính cách cho phép nhưng toàn bộ đều là cái dạng này cũng không phải là tính cách có thể giải thích phu quân ngươi phát hiện sao trong nhà vệ đội đều tốt chiến a hơn nữa ý chí chiến đấu cực mạnh hung hãn không sợ chết một cái hai cái còn có thể giảng giải tất cả đều là cái dạng này cũng có chút kỳ quái tại trang viên trên đài xem sao kiếm linh nhìn thấy minh vệ biểu hiện có chút tò mò tôi hiểu hiểu cũng là một mặt mộng nàng trong nhận thức phần lớn người dù sao cũng là nàng trong một thôn đi ra đều mang theo quan hệ máu mũ một chút vẫn là đường ca của nàng đường đệ nhất là một cái đường đệ trước đó không nói nhát gan sợ phiền phức thế nhưng rất thích cùng người tranh cường hiếu thắng thiên hướng về trung thực hình nhưng còn bây giờ thì sao lại là nhất là khát máu một cái vừa rồi nếu không phải là tô nhị hổ gọi lại đều phải tự mình đuổi theo chạy tán loạn kỵ binh một lần đánh giáp lá cà càng là giết ước chừng năm cái kỵ binh số lượng này cũng là lần này đối chiến trảm địch nhiều nhất cái này thay đổi chính xác kỳ quái lâm phàm trầm ngâm một chút trả lời hẳn là tu luyện nghịch long cửu biến ảnh hưởng tiền triều tập hợp đủ thiên hạ chi lực sáng chế bộ này vô thượng tuyệt học chính là vì tăng cường quân đội chiến lực, mà quân đội đối với sĩ khí cùng chiến ý nhu cầu, tuyệt đối không giống như ngạnh thực lực tiểu, tiền triều hoàng tộc khai sáng, rất có thể chiếu cố điểm ấy. Nói xong đối với tính cách nhu hòa nhất tôi Hiểu Hiểu cùng Vương níp níp hỏi, hai người các ngươi tính cách trước kia, cũng là nhu nhu loại kia, gà cũng không dám giết, bây giờ để các ngươi giết gà, các ngươi có dám hay không? Hai nữ nghe vậy suy nghĩ một chút, trước đó chỉ cần suy nghĩ muốn cầm đao giết gà, nhìn cái kia đẫm máu hình ảnh, các nàng theo bản năng liền sẽ cảm thấy sợ, từ đó không dám làm chuyện này. Nhưng bây giờ, các nàng suy nghĩ tiếp thời điểm lại hoàn toàn không có dĩ vãng cảm giác ngược lại có cổ nhau nhau muốn thử ý nghĩ khi phát giác tình trạng này các nàng đều ngăn không được che miệng kinh hô lên chúng ta biến thành xấu hai nữ có bị chính mình hù dọa mấy cái khác con dâu thấy cảnh này nơi nào còn có thể không biết đáp án lâm phàm ngươi là thế nào phát hiện đau mịt mờ kỳ quái hỏi các nàng liền hoàn toàn không có phát giác lâm phàm cười cười nói tự nhiên là mỗi ngày ở chung phát hiện trước đó cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa xấu hổ trò chơi ngoại trừ ngươi cái này hổ nương môn, những thứ khác đều biết rất thẹn thùng, bây giờ từng cái so ta còn mạnh hơn, nếu không phải là vi phu hùng phong cứng chắc, sớm đã bị mấy người các ngươi nữ yêu tinh cho nuốt sống. Ngươi nói ai là hổ nương môn đâu? Đao mịt mờ một chút không vui, bắt được Lâm Phàm liền muốn mở y. Lâm Phàm cũng không có phản kháng, lấy thể phách của hắn, nhiều lắm là cũng liền lỏng loẹt cơ bắp. Đao mịt mờ cũng biết điểm ấy, cho nên nện cho hai cái không nện cho, mà là trực tiếp ngoạm ăn. Cờ mờ nờ. Còn nói ngươi không hổ, Lâm Phàm bị bên hông thịt mềm bị cắn một ngụm, lập tức hô to. Hừ hừ, nhìn ngươi còn dám nói ta. Đao mịt mờ đắc ý thẳng hừ hừ. Tốt a, à. Còn dám cắn xé thân phu, nhìn ta hôm nay bị hung hăng đánh cái mông ngươi. Lâm Phàm cũng hổ lên khuôn mặt, muốn cho đối phương mang đến đánh đòn phục vụ, đối phương cái mông vốn là nở nang, bây giờ có hài tử càng thêm mượt mà, đánh nhau đùng đùng vang dội. Cái này xúc cảm. Lâm mổ nhân biểu thị là ưa thích. Bây giờ có cớ đánh, nơi nào cùng đối phương ý khách khí. Bắt được chính là một trận đùng đùng khai kiền bên này là sướng rồi nhưng thuế vụ ti đại quân bên kia liền không có biện pháp sản đến khi thấy hội quân chật vật chạy về tới chủ tướng thần sắc trong nháy mắt liền trầm xuống nhất là biết được trợ thủ đắc lực phó tướng tại mới vừa rồi bị người một tiễn bắn chết hắn càng là tức giận đến đem trong lều làm việc bàn gỗ một đao đánh thành hai nữa tự tìm cái chết hắn đỏ hồng mắt trống to hoàn toàn không cách nào bảo trì được bình tĩnh qua một hồi lâu hắn mới mạnh hít một hơi cắn răng để cho chính mình bình tĩnh trở lại đây là hắn bị chiêu an đến nay lần thứ nhất bị thua thiệt lớn như vậy cũng dẫn đến cùng một chỗ tòng lương huynh đệ đều chết nơi này hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng hạ cơn tức này đem trước đây đi qua cho bản tướng không sót một chữ nói ra hắn cưỡng ép để cho chính mình bình tĩnh trở lại hướng một cái đội trưởng kỵ binh lạnh giọng hỏi đội trưởng kỵ binh biết nhà mình chủ tướng bây giờ chính là nổi giận thời điểm nghe vậy đâu để ý lời mề cái gì cấp tốc sửa sang lại ngôn ngữ liền đem chuyện toàn bộ đi qua nói ra khi biết được trợ thủ đắc lực, một tiễn liền bị người từ trên ngựa bắn giết. Chủ tướng con ngươi lập tức hơi hơi co rút. Đối với đi theo chính mình nhiều năm trợ thủ, hắn tự nhiên biết là thực lực gì. Có thể đem không có chút nào sức chống cự bắn giết, đây tuyệt đối không phải phổ thông thần tiễn thủ có thể làm được. Cái này tiễn thủ cực lớn tỷ lệ là có thể bám vào nội lực, tại mũi tên phía trên tăng cường xuyên qua lực, nội lực ngoại phóng không tiêu tan. Đây là siêu nhất lưu mới có năng lực. Cao thủ vừa ra tay đã biết có hay không. Rõ ràng người chủ tướng này nhìn ra điểm ấy ân phó tướng đại nhân còn không có phản ứng lại liền bị đã bắn xuống mã chúng ta lúc đó muốn cho phó tướng báo thù liền xuất đội phát khởi xung kích thật không nghĩ đến đội trưởng kỵ binh tại tiếp tục kể rõ có thể nói tới đây thời điểm lại ngăn không được lạnh mình nói không ra lời không nghĩ tới cái gì chủ tướng hiếp mắt lạnh giọng hỏi hắn biết kế tiếp tuyệt đối là tin tức nặng ký không nghĩ tới đội trưởng kỵ binh hít sâu một hơi nói trang viên kia ngoại trừ bắn giết phó tướng đại nhân đầu mục vẫn còn có một đội hơn mấy chục người tinh nhuệ hộ vệ mỗi một vị cũng là nhất lưu cao thủ phía trên hơn mấy chục nhất lưu cao thủ vệ đội. Chủ tướng thần sắc cũng ngưng trọng xuống. Một cái siêu nhất lưu thần tiễn thủ, nhưng tiện tay bắn giết nhất lưu đỉnh phong, bây giờ còn có hơn mấy chục nhất lưu cao thủ tạo thành vệ đội, đây quả thực là đại nội thị vệ quy cách. Thậm chí đại nội thị vệ đều không chắc chắn có thể có nhiều như vậy nhất lưu. Đương nhiên, cái này không thể nói đại nội thị vệ yếu đi, võ hoàng đế bên người khẳng định có cao thủ tuyệt thế bảo vệ. Nhưng trước mắt trang viên có dạng này hộ vệ đội ngũ, có thể hay không cũng có cao thủ tuyệt thế khó trách giám bạo lực kháng pháp thì ra tất giấu thực lực như vậy chủ tướng thu hồi lòng kinh thị dựa theo tình trạng này coi như hắn xuất lĩnh đại quân xung kích đồng thời cuối cùng được đến thắng lợi đại quân cũng tuyệt đối sẽ tổn thất nặng nề bất quá cứ như vậy thối lui hắn tuyệt đối không cách nào hướng lên phía trên giao phó hơn nữa trợ thủ đắc lực chết ở chỗ này hắn cũng không cam chịu tâm cứ như vậy thối lui toàn bộ ngay trong đại quân trước mắt phân phối có bao nhiêu thần cơ nỏ chủ tướng không ngôn ngữ trầm ngâm một hồi liền hướng bên cạnh một cái chủ soái thiên tướng hỏi tên thiên tướng này là đứng đắn triều đình tướng lĩnh có giám thị ý vị bình thường đều không được trọng dụng nhưng bây giờ trợ thủ đắc lực giác không cần cũng phải dùng bằng không thì liền không có những người khác dùng thiên tướng ngược lại là đúng quy đúng cũ nghe vậy liền ra khỏi hàng chấp tay trả lời bẩm báo tướng quân đại quân bây giờ phân phối có thần cơ nỏ 500 trăm đêm nguyên bộ phá giáp tên nỏ một vạn chi ân ừ. chủ tướng nghe vậy gật gật đầu nhìn tiếp nhìn địa đồ phân phó nói một hồi toàn quân tiếp cận không cần lập tức xung kích kỵ binh tướng bọn hắn dẫn dụ đi ra không cần ngạnh chiến tại giao lộ dùng thần nhỏ máy tới bắn giết thần cơ nỏ. Có thể hữu hiệu sát thương nhị lưu cao thủ. 500 đem cùng một chỗ không để ý chi phí tề xạ, liền xem như nhất lưu cao thủ, cũng có không tiểu chết tỷ lệ. Dù là không cách nào bắn giết, chỉ cần phạm vi lớn bắn bị thương, hắn liền có thể thân thống suốt đại quân, dùng cùng cuộn dòng lũ đem đối thủ bao phủ. Hai quân đối chọi, cũng không vẻn vẹn là thực lực mạnh là được, còn có mưu kế cũng là không thể thiếu. Mưu đồ này, không thể không nói rất không tệ. Nhưng bọn hắn cũng không biết, bọn hắn vừa mới bắt đầu chuẩn bị, một đám du tẩu tại trong âm u thân ảnh liền đem động tác của bọn hắn toàn bộ xem ở trong mắt không động kiếm pháp là du tẩu tại trong âm u sát thủ kiếm pháp tự nhiên có nguyên bộ ẩn giật thủ đoạn âm thầm mai phục thám thính tình báo ám sát các lộ thủ lĩnh đơn giản không cần quá đơn giản còn có trên trời không bình thường bay lượng chim chóc càng đem bọn hắn nhất cử nhất động thu hết trong mắt còn nghĩ chơi mưu kế lâm phàm rất nhanh đến mức biết tình trạng trực tiếp ha ha nở nụ cười theo lý biết đối phương mưu kế chắc chắn sẽ không đi mắc lừa nhưng lâm phàm lại không có để ý thông thường nhất lưu cao thủ đối đầu 500 thần cơ nỏ tề xạ quả thật có không nhỏ chết khả năng nhưng hắn dốc sức chế tạo hộ vệ cũng không phải cái gì phổ thông nhất lưu nghịch long cửu biến bộ này vô thượng tuyệt học bồi dưỡng ra được thế nhưng là bạo lực máy móc còn có mặt trên người áo bào là hắn cái này thần tượng tự mình chế tạo nhuyễn giác. đừng nói thần cơ nỏ liền xem như công thành nỏ không cân nhắc lực trùng kích cũng không cách nào tiến hành sát thương thần tượng đây cũng không phải là nói dẫn thôi truyền lệnh xuống để cho tô nhị hổ thống lĩnh thật tốt chơi với bọn hắn chơi để cho bọn hắn biết cái gì là tuyệt vọng lâm phàm cười cười mở miệng phân phó là đến đây bẩm báo ám vệ cung kính đáp ứng liền lắc mình mấy cái xuống truyền đạt tô nhị hổ rất nhanh liền nhận được chỉ lệnh lập tức lần nữa lộ ra mỉm cười tàn nhẫn một hồi đều không cần lưu thủ phát cho các ngươi bạo vũ lê hoa châm cho ta hung hăng xạ là không ngay ngắm hoa gì bên trong hồ tiếu hôm nay liền đến một cái lẫn nhau đối xạ thì nhìn ai bắn ra ác hơn cùng càng cứng chắc tấu chương xong. Chương 145, gặp lúa mạch. Khoảng cách trang viên bên ngoài một dặm. Thuế vụ ti quân đội tội phạm chủ tướng, liền phân phó đại quân ngừng lại. Bất quá ở trong quá trình này, hắn phân phó 500 cái điều đi ra ngoài tinh nhuệ, nắm lấy thần cơ nỏ trốn vào sơn lâm ở trong, cẩn thận ẩn giấu đi. Tính toán của hắn rất rõ ràng. Đó chính là tiến hành giả bại, dẫn dụ trang viên vệ đội tiến hành truy kích. Chờ dẫn tới đi tới mai phục chỗ, liền dùng thần nỏ máy tề xạ, xáo trộn trang viên vệ đội trận cướp hoàn thành những thứ này sau hắn liền xuất lĩnh giả bại chạy trốn đại đội nhân mã phản sát trở về kế hoạch có nho nhỏ thay đổi từ kỵ binh làm mồi nhữ đổi thành toàn bộ đại quân làm mồi nhữ bởi vì người chủ tướng này cảm thấy phía trước kỵ binh bị bại thời điểm trang viên này vệ đội người tất nhiên không có truy cái kia rất hiển nhiên là để mắt tới bọn hắn chủ lực đội ngũ hắn liền đến một cái tương kế tự kế phải hoàn thành mưu đồ đối với tình trạng này tự nhiên không cách nào trốn qua lâm phàm giám sát bất quá hắn cũng không để ý tới cái gì mặc kệ đối phương làm như thế nào kết quả này đều là giống nhau một cái quận trú quân mà thôi nếu như cả đám hàng này đều không thể quét ngang còn như thế nào cùng toàn bộ triều đình khiêu chiến đối diện chủ tướng cũng không biết chính mình từ đầu tới đuôi chỉ là một cái thêm nhiệt pháo hôi khi an bài kế hoạch tại tiến hành thuận lợi hắn còn lộ ra lướt qua một cái tốt sắc lốt điên chiến trường chân chính phía trên không phải có thực lực mới có thể còn phải nhìn binh pháp chủ tướng đắc ý hừ hừ quét bên cạnh thiên tướng một mắt thiên tướng đối với cái này không có biểu thị chỉ là chăm chú nhìn động đại quân vì dẫn dụ hiệu quả có thế đạt đến tuyệt hảo, lần này dẫn dụ hành động không có cả hoa gì bên trong hồ tiếu, ước chừng 4.000 chỉnh tề quân đội, tại kỵ binh phối hợp tác chiến phía dưới, trực tiếp đối với trang viên khởi xướng xung kích, chỉnh ra dáng. 4.000 quân tốt quân đội. Cái này nghe giống như không nhiều. Nhưng thực tế tập kết cùng một chỗ, lại là ô ương ương một mảng lớn, liền giống như trường học mở đại hội, liếc mắt nhìn qua tất cả đều là cao vút đầu người, mỗi di động một bước cũng là động tĩnh to lớn. Tiếng la giết tập hợp cùng một chỗ, càng là ẩn ẩn có xông phá vân tiêu chi thế tại phụ cận phiến khu vực này ngoại trừ lâm phàm trang viên còn có không ít phú hộ trang viên lúc này nghe được đinh tai nhất ốc tiếng la vết bọn hắn đều dọa đến hai cổ rung rung phân phó nhà mình gia đình gắt gao bắt giam đại môn liền nhìn náo nhiệt đều lòng can đảm cũng không có lâm phàm chủ trang viên này người bạo lực đối kháng giao nạp thuế đầu người chuyện ở mảnh này khu vực đã không phải là bí mật dù sao lúc đó có không ít nha dịch đi theo trở về uống hai lượng nước tiểu ngựa liền toàn bộ rung lên đi ra bây giờ cái này đáng sợ tiếng la giết, không cần nghĩ đều biết là thuế vụ ti quân đội đánh tới nghe đồng vị kia lâm trang chủ có không nhỏ thực lực không biết là có hay không có thể ngăn cản mặc dù không dám đi quan sát nhưng không ít người vẫn là không nhịn được hiếu kỳ khó khăn a thuế vụ ti quân đội đây chính là bộ đội tinh nhuệ thường xuyên đã kích một chút thế lực lớn phàm là bọn hắn xúc động liền không có một lần không phải toàn diệt mục tiêu có người thở dài trả lời cũng không phải cùng lâm phàm có nhiều quen mà là hiếm thấy ra như thế một cái dám chống cự thuế đầu người hảo hán chẳng mấy chốc sẽ bị diệt môn tự nhiên gây nên không ít người thổn thức đạo lý là đạo lý này cũng không đến cuối cùng lại có ai có thể biết đâu? có người đưa ra không giống nhau thái độ, là một người có mái tóc hoa râm lão đầu. a, à, chẳng lẽ sắc lão ban chủ biết một chút tin tức nội tình? nghị luận nhân theo lão đầu nhìn qua, trong mắt đều hiện lên ra bát quái màu sắc. trước dừng lại, lão phu hôm nay lần nữa làm sáng tỏ, tứ thủy giúp sớm đã giải tán, lão phu sớm đã thoái ẩn, không còn là cái gì ban chủ. lão giả tóc hoa râm thần tình nghiêm túc đạo, cái này đưa ra không giống nhau thái độ, rõ ràng là có thiết thối thủy thượng phiêu sắc lão ban chủ, trong giọng nói cực kỳ kiên quyết ha ha một cái xưng hô mà thôi cái này không cần quá để ý a à. có người cười cười hồi đáp không điều này rất trọng yếu bản thân lần nữa tuyên bố tứ thủy giúp đã giải tán ta không phải là cái gì ban chủ thiết lão ban chủ thần sắc càng thêm nghiêm túc thậm chí trong mắt còn mang theo cảnh cáo ở bên ngoài hắn không tính là gì nhưng ở thiên phong huyện thành một mảnh đất nhỏ này thiết thối thủy thượng phiêu vẫn có không nhỏ bài diện lúc này phát ra cảnh cáo dù là có người trong lòng nói thầm nhưng cũng không có người nhắc lại bất quá bọn hắn quả thật có chút không rõ một cái công xưng mà thôi có cần thiết như thế kiên kỵ không sâu sao thiết lão ban chủ không có giảng giải không có chân chính người đã trải qua vĩnh viễn không hiểu trong lòng của hắn đau xưng hô thế này hắn lão thiết đắng lâu đã tất nhiên thiết lão gia để chúng ta không đề cập tới vậy chúng ta chưa kể tới a à, trở lại đề tài mới vừa rồi có người đi ra hòa giải mà đối với tình trạng này người ở chỗ này tự nhiên không có ý kiến hôm nay bọn hắn trùng hợp tụ tập cùng một chỗ là có cái trang viên lão gia mở tiệc chiêu đãi vừa vặn tới dự tiệc có thể tới cũng là thể diện người, đương nhiên sẽ không có cái gì lăn đầu thanh. Lão ban chủ chủ đề đi qua. Rất nhanh lại trở về nguyên chủ đề phía trên. Thiếp lão ban chủ ở trên cái đề tài này mặt, vẫn như cũ giữ lại ý kiến của mình. Đối với cái này không hiểu xem trọng, có người đưa ra một cái đề nghị, hay là đổ ước. Tất nhiên thiếp lão gia tử xem trọng như thế, không bằng chúng ta mấy cái liền đánh cược một lần a. À. Có cái chồng râu dê nam tử trung niên, quan sát đám người đề nghị. Đánh cược như thế nào? Những người khác đối với cái này đột nhiên đề nghị, đều rối rít hứng thú chồng râu dê cười nói vô cùng đơn giản bây giờ chư vị không phải ý kiến không thống nhất sao không bằng liền chia ra đặt cược đánh cược lần này đại sự là chư vị cách nhìn đúng vẫn là sắc lão gia tử thái độ chính xác ý kiến hay có thể những người khác nghe xong đều gật đầu đáp ứng thiết lão ban chủ cũng không có phản đối nhưng so với những người khác đặt cược không coi trọng hắn trực tiếp đặt cược là xem trọng hơn nữa đem hơn phân nửa gia sản ép xuống ước chừng năm nghìn lượng ngân phiếu đập vào trước mặt chồng râu dê mở giao dịch chồng râu dê hải hùng khiếp vía cái này coi trọng tỷ lệ đặt cược thế nhưng là một bồi hai nếu là bại bởi sắc lão ban chủ liền phải lấy ra ước chừng một vạn lượng bồi thường cũng may đối diện mua không coi trọng cũng không ít cộng lại cũng gần như số này dựa theo tỷ lệ đặt cược mặc kệ bên nào thắng thua hắn lần này đều có thể kiếm một khoản nhỏ trong lòng tính toán tốt đếm chồng râu dê lập tức vui tươi hớn hở nở nụ cười vốn là sợ trêu chọc đến tai bay và gió bọn hắn đều dự định tại trước mắt trang viên đóng cửa không ra nhưng có cái này kết xù đánh cược tự nhiên là không có cách nào ngồi được vững tại sắc lão ban chủ dẫn đầu phía dưới một đoàn người cấp tốc bò lên trên một tòa tầm mắt rất tốt đỉnh núi giống như ăn nắp bên trong nắp tốc độ kia ngay cả tuổi trẻ người đều xấu hổ bất quá vừa mới đi lên bọn hắn liền thấy cả đời đều khó mà quên được hình ảnh chỉ thấy phía trước tiếng kêu giết trầm trời đại quân khi tới gần lâm phàm trang viên liền giống như gặp lúa mạch trầm rầm từng hàng ngã xuống rõ ràng song phương còn cách xa nhau mấy chục mét nhưng cái này mấy chục mét giống như là tử thần lĩnh vực mặc kệ là kỵ binh vẫn là bộ binh phàm là bước vào khu vực này toàn bộ đều ngã xuống liền sinh mệnh lực ngoan cường tuấn mã cũng đồng dạng không ngừng ngã lật xuống cũng liền chỉ chớp mắt mà thôi nhìn ô ương ương một mảnh xung kích quân đội liền bị quét sạch một mảng lớn đi ra đằng sau không nhìn thấy tình trạng còn tại sông nhưng phía trước nhìn thấy lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi liều mạng muốn trở về chen cùng vọt tới trước người hung hăng đụng vào nhau vì không bị xô đẩy hướng phía trước thậm chí có người động đao bổ về phía xô đẩy đồng bạn của mình động tác không lưu tình chút nào tình nguyện đem đồng bạn của mình chặt đều không muốn tiến lên trước một bước quỷ dị như vậy hình ảnh thấy vừa mới bắt gặp một màn này mấy cái đánh cược nhân viên, trực tiếp toàn bộ mộng bức. Đây là thao tác thần tiên gì? Thuế vụ ti trực tiếp phụ thuộc quân đội, không phải triều đình tinh nhuệ sao? Cái này mẹ nó chính là tinh nhuệ. Chặt người mình tinh nhuệ sao? Người ở chỗ này đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Mà tọa trấn hậu phương, trí tuệ vững vàng một vị nào đó chủ tướng, lúc này cũng là mộng bức. Hắn không biết là gì tình huống, dẫn đến giữa sông phương cách mấy chục mét khu vực, sẽ xuất hiện một cái sinh mệnh cấm khu, phàm là đến gần người, đều biết giống như lúa mạch không ngừng bị thu gặt, thẳng đến lợi dụng nội lực tăng phúc tầm mắt, hắn mới nhìn thấy kẻ cầm đầu. Đó là từng cái kim loại ống tròn, lúc này bị cầm ở ngoài sáng vệ trong tay, chỉ cần phía trước 50m trong vòng có đại quân xông tới, liền sẽ dựa theo trình tự nhắm chuẩn nén. Chờ nén tiếp. Lít nha lít nhít giống như lông trâu châm nhỏ, liền sẽ giống hạt mưa dội ra ngoài. Toàn bộ hình quạt diện tích phóng xạ 100m trong vòng phạm vi, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Dù là chỉ bị bắn trúng không quan trọng chỗ, rất nhanh vết thương cũng sẽ bốc lên máu đen, không có đạp hai cái chân người liền giác. Kiến huyết phong hầu cái từ ngữ này trong nháy mắt hiện lên rõ ràng không lớn kim loại ống tròn lại là tử thần máy thu hoạch khí hóa thân dưới tình huống như vậy những cái kia nhìn thấy đồng bạn người ngã xuống như thế nào còn dám tiếp tục hướng trước mặt bước a vẻn vẹn không đến 10 phút toàn bộ đại quân cũng sẽ thua hơn nữa không phải trong mưu đồ giả bại mà là thật sự bị bại binh bại như núi đổ căn bản không có người có thế chỉ huy được chỉ muốn hướng khe hở vị trí liều mạng chạy trốn chỉ huy chủ tướng nổ dạng này bị bại loạn trốn coi như điều đi ra ngoài mai phục thật có thể chiếu kế làm việc, hắn cũng không biện pháp làm cho những này chân chính chạy tán loạn đại quân. Quay người đánh trở lại a, à. cái này toàn bộ đã bể mật, cái kia tuyệt đối tử vong lĩnh vực, thật sự là quá mức kinh khủng. Thậm chí hắn đều tê cả da đầu. Bất quá, càng làm cho đầu hắn da tóc tê dại còn tại đằng sau. Chỉ thấy hắn mai phục tại rừng núi thần cơ nỏ thủ, không biết gặp cái gì đại khủng bố, vậy mà tại mang theo quân lệnh tình huống phía dưới, không để ý quân lệnh từ núi rừng bên trong kêu to chạy ra. Cái kia vừa chạy bên cạnh kêu sợ hãi bộ dáng ngay cả thần cơ nỏ đều ném đi, giống như tại núi rừng bên trong có cái gì kinh khủng tồn tại, để cho bọn hắn phàm là chạy chậm một bước, đều có thể vĩnh viễn ở lại bên trong. Cái quỷ gì? Chủ tướng sinh ra cảm giác không ổn. Rất nhanh cái này cũng nghiệm chứng. Một chút chạy chậm thần cơ nỏ thủ, chạy chạy đầu người liền bay lên, cái kia quỷ dị kinh dị hình ảnh, so với vừa rồi tử vong lĩnh vực còn kinh khủng hơn. T. Thuế vụ ti những cái kia phế vật, đến cùng cho chúng ta rước lấy quái vật gì? Chủ tướng ngăn không được hít vào lên khí lạnh, toàn bộ da đầu đều từng trận rung lên. Cái này tuyệt không biện pháp đánh. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt liền dâng lên chạy trốn chi tâm, nơi này ai mẹ nó thích đánh ai tới đánh. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị quay người, lòng bàn chân bôi dầu chạy trốn lúc, một chi xúc thế đã lâu lạnh lẽo mũi tên, như thiểm điện phá không mà đến. Tấu chương xong. Chương 146, lại là tinh chuẩn một tiễn. Kỳ thực vị chủ tướng này, khi biết nơi này có một vị thần tiễn thủ, hơn nửa đạt đến siêu nhất lưu tiêu chuẩn, hắn vẫn rất cẩn thận. Cũng chính là một mực cảnh giác. Nếu không phải là tình trạng này, hắn đã sớm xuất đội tiến hành xung phong. Dù sao lấy hắn siêu nhất lưu thực lực, tại xuất lĩnh ngàn nhân mã đại quân, liền xem như mấy chục cái nhất lưu cao thủ, cũng không phải không có đánh. Dù sao quân đội đều có chuyên môn quân trận, là có thể tiến hành đủ loại phối hợp tăng cường chiến lực. Không để cho hắn kiên kỵ cường địch, tràn diện tự nhiên là không giống nhau. Có thể xem là cái dạng này, hắn đối mặt thần xạ thủ vẫn là trúng thầu. Bởi vì một tiễn này, thật sự là quá mức xảo quyệt, cũng không phải khóa chặt hắn ngực hoặc phần cổ trở lên loại này trí mạng vị trí, mà là trực tiếp nhắm cái mông của hắn, trên cơ thể người mỗi bộ vị bờ mông tuyệt đối là lực phòng ngự tối cường vị trí dù sao thịt nhiều a à. hơn nữa tại cái bộ vị này cũng không có cái gì yếu ớt xương cốt hoặc gân mạch bị thương tổn thương độ cũng là thấp nhất bất quá cũng là bởi vì điểm này cái bộ vị này tính cảnh giác là thấp nhất ngắm trúng bộ vị tính cảnh giác thấp nhất hơn nữa bắt được thời cơ là quay người mà chạy trung môn mở lớn thời điểm cho dù là siêu nhất lưu cao thủ đồng thời thời khắc cảnh giác cũng không cách nào tránh né mở hèn hạ người chủ tướng này chỉ có thể tới kịp mắng to một câu hèn hạ tản ra hàng mang mũi tên, liền trực tiếp hung hăng cắm vào hắn cái mông vung cao. Chỉ nghe một tiếng vào thịt âm thanh, người chủ tướng này bờ mông liền nổ tung huyết hoa. Lốt điên. Cũng may thời khắc sống còn đối phương đem hết toàn lực dời một chút vị trí, bằng không lần này liền đang trúng hồng tâm. Bất quá người chủ tướng này còn chưa kịp may mắn, liền thần sắc đại biến lên. Bởi vì hắn phát giác được một cổ cảm giác tê dại, đã cắm vào mũi tên làm tâm điểm, không ngừng tại cái mông của hắn khuếch tán ra. Nếu không phải là siêu nhất lưu cao thủ nội lực đã có linh tính, bản năng tụ tập tại khu vực này, tiến hành đối kháng, loại này cảm giác tê dại đều phải khuếch tán càng nhiều địa phương hơn. Cái mông đều trúng tên, còn có thể tê tê dại dại, cái này sao có thể? Đều không cần qua đầu óc, người chủ tướng này liền biết trên đầu tên mặt có độc. Hơn nữa còn là kịch độc. Bởi vì hắn siêu nhất lưu hùng hậu nội lực, tư nhiên bị nhanh chóng tan rã. Đối mặt loại tình huống này, hắn căn bản là không kịp làm những thứ khác phản ứng, chỉ có thể cắn răng một cái rút tay ra bên trong trường đao, trong triều tiễn cái kia một đống bờ mông chém xuống. Phốc phốc, chỉ thấy một đoàn huyết hoa thoáng qua, ở giữa bờ mông bị một đao cho nạo xuống, thật lớn một đống trắng bóng thịt rớt xuống đất, phía trên còn cắm một cái sáng loáng mũi tên. Ngao ô. Dù là lấy khi xưa tội phạm thân phận, tại một đao đem chính mình một bên cái mông cắt đứt xuống tới, vẫn là ngăn không được phát ra gào gào. Đau, quá đau. Cái này không đơn thuần là trên nhục thể đau, còn cố ý lên phía trên đau a. Đã vậy còn quá quả quyết. Tô Nhị hổ ngăn không được kinh ngạc, lấy trên đầu tên mặt bôi kịch độc, kỳ thực bắn trúng bộ vị nào cũng là tuyệt đối trí mạng coi như miễn cưỡng có thể đỡ được một hồi, cũng tuyệt đối sẽ đánh mất khả năng di chuyển. Cũng là minh bạch điểm này, tại tinh tường siêu nhất lưu cao thủ tính cảnh giác, hắn liền nhắm ngay tính cảnh giác thấp nhất bờ mông. Để cầu nhất kích mệnh trung. Đến nỗi cái gì cố ý xạ bờ mông, là cái gì xạ mông cùng ma các loại. Hắn Tô Nhị Hổ có thể thề, tuyệt đối không có phương diện này khả năng tính chất. Chính chủ bên này, tự tay cắt đứt xuống cái mông của mình, hắn trong nháy mắt liền đỏ trong mắt, nhưng bây giờ tình trạng hắn cũng không dám ngừng lại, bởi vì hắn đã hoàn toàn xác định, núp trong bóng tối lão lục, xác định là một tôn siêu nhất lưu cấp bậc thần xạ thủ. Hơn nữa không phải thông thường siêu nhất lưu, là đạt đến siêu nhất lưu đỉnh phong tồn tại. Loại tồn tại này, liền xem như mặt đối mặt cứng trắng hắn đều không nhất định là đối thủ, chớ đừng nói chi là đối phương còn như thế âm. Tăng thêm bốn phía không ngừng phát sinh sự kiện quỷ dị, hắn thực sự không có can đảm dừng lại. Những tâm đem một bên bờ mông cắt đứt xuống tới, hắn liền gắt gao cắn răng nhịn xuống kịch liệt đau nhức, vận chuyển thân pháp muốn nhanh chóng rời đi cái này kinh khủng chi địa nhưng hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền bị một tôn thân ảnh cản xuống dưới. Đây là một cái tuổi trẻ nữ tử, dung mạo khinh thành tuyệt sắc, dù chỉ là một cái ngoái nhìn, đều đủ để để cho nam tử vì đó trầm luân. Nhưng cái này chủ tướng khi nhìn đến thân ảnh này thời điểm, cả người triệt để nổ. Bởi vì hắn tại cái này một cái tuổi trẻ trên người nữ tử, cảm giác được một cổ, để cho linh hồn hắn cũng vì đó rung rẩy khí tức. Tuyệt cao thủ tuyệt thế. Cả người hắn đều tê, nói chuyện đều trở nên sĩ sĩ sắc sắc. Đã ngươi đã nhìn ra, còn cảm thấy ngươi hôm nay có thể thoát thân sao, cái này tuổi trẻ nữ tử tự nhiên là kiếm linh con dâu này có cao thủ tuyệt thế tại coi như đối phương dù thế nào không khéo quả quyết cũng không khả năng chạy trốn được tòa này ngũ chỉ sơn thực lực của ngươi rất mạnh tại trước mặt của ngươi bản tướng không có khả năng chạy trốn được nhưng các ngươi phải biết bản tướng đại biểu là triều đình các ngươi thật muốn cùng triều đình đối kháng đến cùng sao chủ tướng cắn răng nói phàm là có việc mệnh khả năng tự nhiên là muốn tham sống sợ chết nhưng bây giờ đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không thắng dĩ nhiên chính là chuyển chỗ dựa tại lớn long vương triều trên mặt đất triều đình uy danh vẫn là rất có tác dụng liền xem như tứ tuyệt thế lực lớn cũng không dám mạo hiểm phạm đến nỗi cùng chết vậy thì càng thêm không thể nào nhìn thấy đối phương đem triều đình dời ra kiếm linh hơi hơi khẽ nở nụ cười ngươi cảm thấy coi như phóng ngươi đi triều đình thì sẽ bỏ qua chúng ta sao kiếm linh khẽ cười nói hơn nữa ta lâm gia tất nhiên dám vào đi chống cự đương nhiên sẽ không sợ trong miệng ngươi triều đình nếu là thật sợ các ngươi hôm nay như thế nào sẽ đến cái này chủ tướng trong nháy mắt nói không ra lời bởi vì đây hết thảy chính xác như thế nếu như người nơi này nhà thật sự sợ rồi, tự nhiên không dám chống tự thuế vụ ti làm khó dễ, bọn hắn những thứ này quân đội cũng sẽ không đi tới nơi này. Đương nhiên, bản thân hắn cũng sẽ không dê vào miệng cọp. Hiện tại hắn biết, lại nói cái gì uy hiếp bờ đã vô dụng, xem như bọn cướp đường xuất thân tội phạm, đối với rất nhiều chuyện, nhìn so với cái kia đường đường chính chính quan gia xuất thân tinh tường. Sự đáo lâm đầu. Hắn cũng không có gì sợ hãi, ngược lại cực kỳ hận, hận những cái kia thuế vụ ti phế vật, cho mình trước lấy đại họa như thế. Còn có gì muốn nói không? kiếm linh tính cách ngược lại là rất dịu dàng muốn cho đối phương nói di ngôn cơ hội đến nỗi bị lật bàn tại trước mặt cao thủ tuyệt thế vẫn có quét ngang thế gian hết thảy địch làm chỗ dựa cao thủ tuyệt thế không tồn tại lật bàn khả năng hôm nay bản tướng cấm bất quá triều đình sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi coi như ngươi là cao thủ tuyệt thế cũng ngăn không được triều đình chi uy chủ tướng lần nữa cắn răng nói muốn cho mình cái cuối cùng thể diện đối với dạng này cuối cùng lời xã giao kiếm linh công nhận gật đầu nói ta chính xác ngăn không được triều đình chi uy nhưng người nào nói cho ngươi, cái này uy để ta tới cảng a. Ngươi có ý tứ gì? Chủ tướng con ngươi chợt co rụt lại. Kiếm Linh khẽ cười nói, tính toán cuối cùng thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện a, đó chính là tại chúng ta Lâm gia, thực lực của ta cũng không tính cái gì. Chủ tướng con ngươi đột nhiên tăng lớn, muốn nói điều gì, nhưng kiếm Linh trên tay trường kiếm đi nhẹ nhàng lấp lóe mà qua. Không ai bị nổi đại quân chủ tướng, cứ như vậy mắt trợn tròn rời đi Trần Thế. Chủ tướng đều bị cường thế chém giết, tiếp xuống đại quân tự nhiên triệt để quân lính tan rã hộ vệ đội thật không có truy sát cái gì, bởi vì không cần thiết, những thứ này chạy tán loạn đại quân chính mình chà đạp cũng không biết chết bao nhiêu, sao đuổi theo chém tốc độ đều phải nhanh. Đến đây thuế vụ đại quân có thế triệt để chạy tán loạn đi, chỉ có chút ít không đến 2.000 người. 5.000 nhân mã. Chết 3.000 ở cái địa phương này. Một cái địa phương nhỏ gia tộc mà thôi, lại đem một chi thành kiến chế quân đội đánh tan hoàn toàn. Khi tin tức kia truyền về đến huyện thành, toàn bộ huyện thành quan viên triệt để tê. Bất quá tê không đến bao lâu, liền có người tìm tới cửa, để cho bọn hắn an bài nhân thủ, đi đem chiến trường dọn dẹp sạch sẽ. Giết quân đội của triều đình, còn để cho triều đình quan viên sắp xếp người viên quét dọn chiến trường, đây là như thế nào thao tác thần tiên. Ngược lại nhận được tin tức huyện Thái Gia, cả người trực tiếp mộng bức tại chỗ. Dạng này hành vi. Nào chỉ là phách lối có thể hình dung, đơn giản chính là cưỡi tại triều đình trên mặt thu phát. Nhưng hắn dám cự tuyệt sao? Hiển nhiên là không có lòng can đảm, thậm chí ngay cả mang nhà mang người chạy trốn lòng can đảm cũng không có. Chỉ có thể nơm nớp lo sợ, an bài nha môn người đi tìm dân phu, kẹp chặt lỗ đít của mình nhắm mắt đi quét sạch chiến trường. Chiến lợi phẩm sớm đã bị lấy đi, bọn hắn chỉ là vận chuyển thi thể theo vào đi rửa sạch. Hình ảnh như vậy, rất giống cũ cảng đảo Hắc Bang sống mái với nhau, xong việc sau đó, trực tiếp hô to một tiếng sai người đi ra rửa sạch. Cái này chưa từng tương tự. Khoảng cách không xa trên sườn núi. Đè xuống tiền đặt cực quan chiến mấy người, cũng đồng dạng lẫn nhau đối mặt, không phản bác được. Không qua lại ngày ở giữa mặt mày ủ dục sắc lão ban chủ, tại hiện tại tâm tình cũng rất sảng khoái. Lấy ra a ngươi hắn trực tiếp kéo qua chồng râu dê trong tay một nắm lớn ngân phiếu, miệng cười nở hoa. Có thể để cho 13 đạo tặc vô thanh vô tức thất bại trong đó, vô số giang hồ cao thủ mạo phạm toàn bộ sát vũ mà về, liền tứ tuyệt một trong bắt chân lão nhân tới, đều khách khí lấy đúng. Nhà như vậy có thế đơn giản. Tất nhiên dám ra đây đối kháng triều đình, vậy khẳng định có sức mạnh chỗ. Không nói có thể đánh bại triều đình, nhưng cũng tuyệt đối không phải một chi 5000 nhân mã, liền có thể nắm được. Đương nhiên, hắn thừa nhận mình có đánh cược thành phần. Nhưng lúc này rất hiển nhiên, hắn thiên phong huyện thành ngoại long là đánh cuộc đúng lần trước dưới đáy phó ban chủ gây chuyện để cho hắn tổn thất năm ngàn bạch ngân bây giờ lần này không đơn giản bù lại còn kiếm lời năm ngàn đây quả thực quá sung sướng cái này lâm trang chủ chỗ nào là cái gì tai tinh đơn giản chính là ta phúc tinh a lão thiết vui vẻ liền chuẩn bị đem một lớn sấp ngân phiếu bỏ vào trong túi nhưng hắn vừa mới làm động tác này toàn thân liền ngăn không được phát lạnh tiếp lấy hắn đột nhiên nhìn về phía trước không biết lúc nào tại trước mặt bọn hắn dưới một thân cây xuất hiện một thân ảnh thanh âm này rất nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn xem cũng liền ba, bốn tuổi. Duy nhất làm cho người chú mục, chính là cái này nhỏ nhắn xinh xắn hài đồng, thần tình trên mặt có hoàn toàn khác với số tuổi lạnh lẽo, sau lưng còn đeo một cái lượng thân chế tác riêng đoạn kiếm nhỏ. Dám cầm gia chủ làm đánh cược, các ngươi, tội không thể tha thứ. Mở miệng âm thanh vô cùng non nớt, cái này xuất hiện đúng là một đứa bé con. Mấy người khác nhìn thấy tình trạng này, thua bạc tâm tình không tốt chính bọn họ, còn chuẩn bị mặt lạnh quát lớn vài câu cho hả giận. Nhưng bọn hắn vừa mới mở miệng, mới vừa rồi còn cười ha hả lão thiết, liền trực tiếp tại chỗ bạo khởi, một người một cước đem bọn hắn đạp bay ra ngoài. Mặc dù bảo lưu lại khí lực, nhưng mấy người đều kém chút bị đạp đau sốc không. Thật vất vả hoảng khẩu khí đứng lên, tức giận bọn hắn còn muốn vấn trách một phen. Có thể tiếp nhận xuống hình ảnh, nhưng lại làm cho bọn họ mấy cái lại một lần nữa trợn tròn mắt. Bởi vì bọn hắn những thứ này phú hộ đều e ngại ba phần sắc lão ban chủ, vậy mà hướng trước mắt trẻ con trẻ nhỏ, lạch cạch một chút quỳ xuống. Cái kia thông thạo lại tơ lụa động tác, thấy bọn hắn sửng sốt một chút đây con mẹ nó là cái quỷ gì? Tấu chương xong. Chương 147, cưới vợ ba ngàn là cái gì cấp bậc? Đây con mẹ nó là cái quỷ gì? Mấy cái vừa bò dậy người, trong nháy mắt toàn bộ sững sờ tại chỗ. Đối với một cái răng đều không nhất định dài đủ trẻ nhỏ, vậy mà một lời không hợp liền quỳ xuống. Đây không phải cái quỷ gì là gì? Chỉ có tinh minh chồng râu dê giống như là nghĩ tới điều gì, toàn thân đột nhiên chấn động, cúi đầu đứng tại chỗ không dám nhiều lời một chút. Chúng ta tuyệt không mạo phạm chi ý, chỉ là vừa lúc mà gặp, khí phách đánh cược mà thôi thiết lão ban chủ không để ý những người khác hắn quỳ trên mặt đất một mực cung kính giảng giải không phải hắn điên rồi mà là trước mắt hắn nhìn thấy hình ảnh thật sự là quá điên cuồng một cái mấy tuổi lớn tiểu hài trên thân vậy mà tản ra nhất lưu cao thủ đỉnh phong khí tức hắn cái này nhị lưu cao thủ ở đối phương áp chế xuống ngay cả nội lực đều điều động không được chỉ là nhìn đối phương một mắt hắn liền có cổ khí lạnh từ bàn chân ứa ra đỉnh đầu phản phất sau một khắc liền sẽ đầu người rơi xuống đất còn có đối phương nhắc đến lời nói càng làm cho hắn trong nháy mắt liền hiểu tình trạng ở loại tình huống này phía dưới, đã sớm trải qua mấy lần quốc sắc lão ban chủ, làm sao không biết, chính mình lại đụng đại vận. Mặc dù lại là rơi lệ đại vận. Có can đảm mạo phạm gia chủ, các ngươi, toàn bộ đều tội không thể tha thứ. Thiết lão ban chủ cũng đã quỳ xuống, nhưng xuất hiện giữa sân hài đồng, lại không có để ý tới một chút, trong con mắt tràn ngập đặc thù u quan, trở nên càng thêm đáng sợ. Một cổ thuộc về nhất lưu đỉnh phong đại cao thủ khí tức, chân chính lan tràn ra. Giờ khắc này, vừa rồi mộng bức những người khác, rốt cuộc minh bạch gặp tình huống gì, vốn đang chuẩn bị nói cái gì nhưng bây giờ cũng quỳ lốt điên bất quá hài đồng không để ý đến bởi vì hắn chính là ám vệ bên trong trung thành giá trị cao nhất nhận được lâm phàm tự mình ban thưởng cùng họ lâm tiểu đồng tại trong thế giới của hắn ban cho tên mình gia chủ chính là hết thảy vừa rồi biết được lại có người cầm lâm phàm tới làm đánh cược cái này hắn thấy đơn giản chính là xích lõa lõa vũ nhục không thể tha thứ nghịch long cử biến luyện ra được người không phải khát máu chính là cố chấp cuồng điểm này cũng không có giả dối mà trước mắt lâm tiểu đồng rõ ràng kim bị hai người này sớm đã không giống một cái trẻ nhỏ hài đồng ngược lại giống như là ma đồng hàng thế bên trong mở ra phong ấn tiểu na tra khi xúc phạm đến tấm kỵ của hắn như vậy thì là không chết không thôi sau lưng đoạn kiếm nhỏ bị chậm rãi rút ra cái này bán thần binh đoạn kiếm nhỏ đã từng uống quá quá nhiều cái nhất lưu cao thủ máu tươi chỉ là rút ra trong nháy mắt sắc lão ban chủ huyệt thái dương liền một hồi trực nhảy đây là tới tự sinh mệnh bản năng cảnh cáo nếu như còn không có gì động tác sau một khắc hắn liền sẽ đầu người rơi xuống đất hắn không biết quái vật như vậy là như thế nào bồi dưỡng ra được nhưng hắn rất xác định đây tuyệt đối cùng bọn hắn lấy ra đánh cuộc người có liên quan ta biết lâm trang chủ ta còn cho hắn đưa qua lễ gặp mặt đâu thiết lão ban chủ không dám bất cứ chút do dự nào theo bản năng hô to không hổ là trong giang hồ cũ gừng cái bản năng này chính là chính xác nghe tới lời nói này tiếng nhập nhập ma trạng thái lâm tiểu đồng liền dừng lại trên tay chuẩn bị muốn làm động tác ngươi biết gia chủ của chúng ta quen biết một chút ta không chỉ cho hắn đưa qua lễ gặp mặt còn cùng uống qua trà Thiếp lão ban chủ nào dám do dự, đối mặt hỏi thăm liên tục gật đầu trả lời. Tặng lễ là nhận lỗi, uống trà là bồi bắt chân lão nhân. Đây quả thật là không có nói sai. Nhận được xác nhận trả lời, Lâm Tiểu Đồng liền đem đoạn kiếm nhỏ cắm trở về chính giữa vỏ kiếm. Đã ngươi nhận biết gia chủ, vậy cái này chuyện gì liền từ gia chủ xử trí, các ngươi cùng ta trở về, chờ gia chủ xử lý. Không nói lời nào nói một câu, hắn liền từng bước một hướng Trang Viên chỗ khu vực đi đến. Cái này tiểu quái. Không, tiểu đồng tử, chẳng lẽ là Lâm Trang chủ người? chồng râu dê cái này không khéo trung niên, rất nhanh liền bắt được tin tức trong đó. Thiết lão ban chủ từ dưới đất đứng lên, khổ tâm gật đầu nói, không tệ, hắn không đơn thuần là lâm trang chủ người, vẫn là nhất lưu đỉnh phong cao thủ khủng bố, tất cả mọi người mau cùng lên đi, đồng thời nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp, như thế nào để cho lâm trang chủ có thế khoan dung độ lượng không cần trách cứ chúng ta. Nói xong không lại để ý những người khác, vẻ mặt đau khổ đi theo lâm tiểu đồng đằng sau. Đến nỗi chạy trốn. Hắn lão thiết còn không muốn chết, trong nhà mấy phòng tiểu thiết còn không có sủng hạnh xong đâu chúng ta thật muốn đi cùng còn lại mấy người ở thời điểm này đều lên núi dê hồ nhìn qua muốn chết có thể không cần cùng chồng râu dê lạnh trên một tiếng bỏ lại một câu nói cũng đi theo cước bộ đối mặt một cái nhất lưu cao thủ đỉnh phong liền nhị lưu cao thủ thiết lão ban chủ đều sợ như là gà con cái này còn cần chọn sao hỏi ra như vậy chẳng lẽ là một cái nhược trí a à? vài người khác ngược lại là muốn chạy trốn nhưng nhìn thấy dẫn đầu hai người đều ngoan ngoãn nghe lời bọn hắn cuối cùng vẫn không có can đảm chạy trốn đồng dạng cúi đầu đi theo sau trong trang viên lâm phàm vốn là cùng con dâu nhà mình tại kiểm điểm lần này thu hoạch dù sao lần này trảm địch tương đối khá chiến lợi phẩm tự nhiên không phải số ít bất quá cái này còn không có kiểm kê xong lâm tiểu đồng liền dẫn thiết lão ban chủ bọn người cầu kiến lâm phàm vốn là còn chút kỳ quái theo lý đây là không nên sự tình mới đúng không phải hắn tự mình đi gọi hoặc thật có chuyện gì khẩn cấp lâm tiểu đồng cơ bản sẽ không chủ động tới tìm bất quá khi song phương gặp mặt sau chuyện này liền làm rõ ràng các ngươi lòng can đảm không nhỏ a à, cũng dám cầm ta sinh tử mở ra đổ bàn lâm phàm một mặt cười ha hả không biết là sinh khí hay không sinh khí nhưng mặc kệ là tình huống gì bị bắt trở về mấy người đều đại khí không dám thở lâm tiểu đồng có thể nói là tiểu thí hài bọn hắn tiên thiên tính chất không có như vậy e ngại nhưng trước mắt lâm phàm không giống nhau đây chính là lấy một nhà chi lực ngạnh sinh sinh đánh tan triều đình năm nghìn đại quân ngoan nhân loại người hung ác này nếu quả như thật mất hứng đưa tay liền có thể đem bọn hắn toàn bộ bóc chết hơn nữa không ai dám ra mặt cái chủng loại kia ở loại tình huống này phía dưới ngươi để cho mấy người bọn hắn làm sao không hai cổ trung trung a? À. Tại sao không nói chuyện? Cầm ta sinh tử đánh cược mâm dũng khí đâu? Lâm Phàm ngồi ở trên chủ vị, bình thản nhìn xem dọa đến cùng như chim cút mấy người. Lâm Trang chủ, chúng ta thật không phải là có ý định mạo phạm, chỉ là vừa lúc mà gặp. Ở thời điểm này, thiết lão ban chủ chỉ có thể nhắm mắt đứng ra giảng giải, đem cái này đánh cược mâm đi qua trọng tự một lần. Vừa lúc mà gặp. Lâm Phàm lần nữa nở nụ cười. Nhưng nụ cười như thế, lại làm cho sắc lão ban chủ da đầu từng đợt rung lên, nhưng chỉ có thế nhắm mắt gật đầu ta có thể thề hơn nữa ta mua là ngươi bình yên vô sự a à. xem trọng như thế ta lâm phàm nụ cười mạnh hơn tiếp đó mang theo trêu tức mở miệng nói vậy cái này bộ dáng ngươi hôm nay có phải hay không giành được không thiếu a à? hắn nhỏ một điểm sắc lão ban chủ gượng cười trả lời lâm phàm đối với cái này không nói gì chỉ là đem tay của mình đưa ra ngoài thấy được động tác này xem như lão giang hồ thiết lão ban chủ nơi nào còn có thể không hiểu nội tâm tự nhiên tràn ngập không muốn nhưng bây giờ hắn dám do dự sao đối mặt lâm phàm đưa tay hắn chỉ có thể cố nén nội tâm không muốn mang theo miễn cưỡng vui cười khuôn mặt tươi cười đem ngân phiếu bỏ vào cái này trên tay không đơn thuần là thắng một vạn lượng ngân phiếu còn có hắn tiền vốn cái kia năm nghìn lượng nha đánh cược vẫn còn lớn đi lâm phàm nhìn xem trên tay thật dày một chồng cũng là có chút kinh ngạc hắc hắc đây không phải tiểu lão nhân tin tưởng lâm trang chủ thực lực của ngài đi thiếp lão ban chủ lấy lòng trả lời công phu nịnh hót tương đương thành thạo ngươi rất không tệ đối với loại này đưa tiền tới cửa người lâm phàm thái độ tự nhiên không tệ đây là tiểu lão nhân vinh hạnh thiết lão ban chủ một hồi cuối đầu không lưng nội tâm tại thời khắc này thở dài một hơi biết mình cuối cùng là trốn qua một kiếp này bất quá mấy người khác muốn trốn qua một kiếp này liền không có đơn giản như vậy lại còn dám mua mình chết cái này xem thường ai đây cũng là bởi vì điểm này lâm phàm nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn không thể nào ôn hòa chúng ta cũng nguyện ý bồi thường đối mặt cái ánh mắt này mấy người khác nào dám do dự tại chỗ liền quỳ đồng thời biểu thị chính mình cũng nguyện ý tiến hành bồi thường cũng liền thời gian nói mấy câu, Lâm Phàm ngạnh sinh sinh kiếm lời mấy vạn lượng bạc. Cái này mẹ nó sao đoạt tiền còn nhanh. Quả nhiên là dê muốn tìm mập làm thịt, cái này so với đoạt lại chiến lợi phẩm đều nhiều. Nhìn xem trên tay thật dày ngân phiếu, Lâm Phàm cũng là không tự kiềm hãm được cảm khái một câu. Đến nỗi lấy chính mình đánh cuộc người, hắn thật không có quá khó xử cái gì. Dù sao đối phương đều thành ý tràn đầy, hắn Lâm lão gia tử cũng không phải không biết phải trái chủ. Lấy chính mình đánh cược liền có thể phải mấy vạn lượng bạch ngân, việc này hắn tùy thời đều hoan nghênh. Tha thứ hắn nông cạn như vậy phát một bút tiền của phi nghĩa có cơ hội xâm phạm quân đội lâm phàm tâm tình rất không tệ tâm tình không tệ kế tiếp tự nhiên là luận công thưởng thức tại một lần này đối chiến ở trong tô nhị hổ cái này hộ vệ thống lĩnh tuyệt đối cư công chí vĩ đương nhiên đây là trừ ra kiếm linh con dâu này dù sao kiếm linh thế nhưng là chém lần này chủ tướng tam quân đoạt đem công lao vĩnh viễn là lớn nhất bất quá đây là nhà mình con dâu buổi tối đóng kín cửa sẽ chậm chậm ban thưởng nhị hổ ngươi lần này làm phi thường không tệ không để cho ta thất vọng tại diễn võ trường tập kết đội ngũ lâm phàm ngay trước hết thảy mọi người tiến hành ca ngợi vì gia chủ quên mình phục vụ tô nhị hổ không có bất kỳ cái gì dành công chỉ là thẳng đứng ngực phát ra tuyên ngôn ân lâm phàm hài lòng gật đầu tiếp lấy lấy ra một cái thiên nguyên đang đưa ra đây là một cái thiên nguyên đang ăn vào không những có thể tăng thêm một giáp công lực còn có cực lớn xác suất có thể đem thực lực của ngươi đẩy tới tiên thiên cũng chính là đạt đến cao thủ tuyệt thế cấp độ xem như ngươi lần này lập xuống công đầu ban thưởng nghe được phần thưởng này tô nhị hổ mặt đen trong nháy mắt liền kích động đến đỏ bừng tạ gia chủ khen thưởng. Tô nhị hổ kích động tiếp nhận bình ngọc nhỏ, nếu quả thật có thế nhờ vào đó đề thăng đến tuyệt thế, về sau tới bao nhiêu tướng quân đều không đủ hắn xạ. Đến lúc đó, dương danh lập vạn dễ như trở bàn tay. Tô hiểu binh ra khỏi hàng. Lâm Phàm khen thưởng xong công lao lớn nhất, liền bắt đầu tưởng thưởng kế tiếp. Cái này tô hiểu binh, chính là Lâm Phàm hai con dâu đường đệ, cái kia vốn là thành thật, tu luyện nghịch long cửu biến sau, dần dần trở nên khát máu lên thanh niên. Lần này ngươi trảm địch mấy hàng đệ nhất, thăng ngươi vì minh vệ đại đội trưởng, Đồng thời ban thưởng hai cái đại hoàng đan, trở về đem luyện hóa, nhanh chóng tăng lên tới siêu nhất lưu đỉnh phong, tương lai chờ ngươi lại lập công lao, liền ban thưởng ngươi thiên nguyên đan vào tuyệt thế. Lâm Phàm lần nữa lấy ra một cái bình ngọc nhỏ, lại là hai cái bảo đan ban thưởng tiếp. Tại gia chủ khen thưởng, Hiểu Binh tuyệt sẽ không để cho gia chủ thất vọng. Ngày khác lập xuống đại công, vào tuyệt thế vì gia tộc hiệu lực. Tô Hiểu Binh đồng dạng kích động vô cùng, không đơn giản có bảo bối tốt khen thưởng, đồng dạng còn có đối với Lâm Phàm người gia chủ này coi trọng kích động. Tính ra lâm phàm hay là hắn tỷ phu đâu hắn độ trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ lâm tiểu đồng ra khỏi hàng lâm phàm tiếp tục bắt đầu chuyến lần sau ban thưởng mà lần này chính là nhỏ nhất hài đồng lâm tiểu đồng nghe được chỉ đích danh cấp tốc băng bó khuôn mặt nhỏ đi tới phía trước tiểu đồng tử lần này ngươi ở trong tối vệ ở trong biểu hiện kiệt xuất nhất ta vốn cũng nên cho ngươi thăng chức nhưng ngươi quá nhỏ tuổi còn có lúc không cách nào khống chế thể chất đặc thù của ngươi trước hết không cho ngươi lên chức chẳng qua khen thưởng đều là giống nhau cái này hai cái đại hoàng đang cầm đi đi sớm ngày đem tu vi tăng lên tới siêu nhất lưu lâm phàm nhìn xem trước mắt hài đồng nội tâm cũng là hơi xúc động hắn thật không nghĩ tới sẽ bồi dưỡng được như thế một cái tiểu quái vật bất quá nghĩ đến đối phương lại là lại một cái nắm giữ thể chất đặc thù hắn lại bình thường trở lại dù sao hắn cái kia trốn đi con dâu cũng là như thế một cái tình trạng tuổi còn trẻ liền dựa vào tự mình tu luyện đến siêu nhất lưu đỉnh phong thậm chí có thể cùng cao thủ tuyệt thế va vào từ nơi này liền có thể nhìn ra thể chất đặc thù đáng sợ bao nhiêu trên thân người khác kỳ tích tại trên người của bọn hắn kỳ thực tương đương bình thường vì gia chủ quên mình phục vụ lâm tiểu đồng dần dần kích hoạt lên thể chất lời nói biến rất ít bất quá trong đầu ấn ký lại trở nên càng thêm kiên định không dời hắn bởi vì quá tuổi nhỏ không có bất kỳ cái gì chức vị nhưng chỉ bằng hắn là một cái duy nhất cùng lâm phàm họ người liền không có người dám khinh thị càng thêm không cần nói hắn còn có để cho người ta trong lòng run sợ thực lực ban thưởng kế tục phái phóng chỉ cần lập công người đều được ban thưởng trên tay đại hoàng đang lâm phàm lần này toàn bộ đều phần thưởng tiếp còn có từ thiết lão ban chủ bọn hắn nơi đó cả tới ngân phiếu hắn cũng toàn bộ cho phần thưởng đi xuống ở phương diện này hắn chưa từng sẽ đối với người một nhà hẹp hòi nhìn xem đấu trí ngang nhiên xuống tiến hành bế quan tăng lên hộ vệ đội lâm phàm khóe miệng lập tức lần nữa dương lên trong lòng đã chờ mong chuyến lần sau triều đình điều động tới đại quân mấy cái cao thủ tuyệt thế một đống lớn siêu nhất lưu còn có đủ loại kinh khủng đại sát khí cái này cần bao nhiêu đại quân mới đủ bọn hắn vết a à thậm chí hắn dần dần có cái ý nghĩ, đó chính là đem triều đình cho lật đổ tính toán. Bị động bị đánh. Đây cũng không phải là tính cách của hắn. Thật muốn ngồi lên cái kia bảo tọa, tam cung lục viện an bài bên trên, hệ thống ban thưởng, đến lúc đó sẽ phát ra bao nhiêu bảo bối cho hắn a? Cưới vợ 3 tiễn đưa gạch vàng, cưới vợ 30 tiễn đưa giang sơn, cưới vợ 300 tiễn đưa kim đan. Cưới vợ 3 ngàn. Đây là một cái cái gì đương vị? Tác giả lời nói, qua 12 điểm chính là 6 tháng, cầu cái nguyệt phiếu, đủ loại phiếu đề cử còn có đại gia cất giữ, ủng hộ của các ngươi cùng tán thành là tác giả động lực, cảm tạ. Hôm nay lại là một vạn đổi mới, cảm ơn mọi người ủng hộ. Tấu chương xong. Chương 148, cha vợ tới trực tiếp gọi ta để tạo phản. Thời gian trôi qua. Đảo mắt liền đi qua mười mấy ngày. Hộ vệ đội người bế quan lần lượt xuất quan, thực lực nhau nhau nhận được tăng vọt. Thần dược sư đang dược, không tồn tại bất ngờ vấn đề, chỉ có làm ít công to. Bất quá Lâm Phàm chờ đợi triều đình đại quân áp cảnh, lại chậm chạp không có đến, ngược lại lâm phàm cha vợ mang người tới người cha vợ này chính là đao bá thiên đi theo còn có mẹ vợ còn có lần trước bá đao sơn trang cao tầng lưu hành cùng đối phương con dâu cũng chính là lâm phàm hỗ trợ giải độc cái kia nhạc phụ nhạc mẫu lâm phàm biết được đối phương đến liền mang theo con dâu đao mịt mờ tới cửa nghênh đón cha mẹ đao mịt mờ cũng ngọt ngào nũng nịu tiện thể sờ lên bụng lớn đao bá thiên vốn là trầm gương mặt một cái dù sao lâm phàm xông ra họa lớn ngập trời một cái không tốt cửu tộc đều phải gặp nạn cũng không phải hưng sư vấn tội, mà là chuyện này tất nhiên làm, liền phải thật tốt ứng đối. Nhưng khi hắn nhìn thấy con gái nhà mình nhô lên tới bụng, trong nháy mắt liền đem cái này không hề để tâm, con mắt một chút trừng tròn xoe. Nha đầu, ngươi đây là. Đao Bá Thiên hô hấp trở nên gấp rút, bên cạnh mẹ vợ cũng là không sai biệt lắm. Đao Mịt mờ ngạo kiều nói, cái này còn muốn nói nha, tự nhiên là mang thai bảo bảo. Ta nha đầu a. Chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không còn sớm nói cho chúng ta biết. Lốt điên. Mẹ vợ sải bước đi tiếng lên ở đây sờ sờ nơi kia nhìn một chút, đồng thời trên mặt còn mang theo trách cứ, nói là cái gì không còn sớm cáo tri. Đao mịt mờ cười hì hì nói, nhân gia muốn cho các ngươi một kinh hỉ nha, như thế nào, bây giờ là không phải rất kinh hỉ. Kinh hỉ là vui mừng, nhưng cũng làm kinh sợ, ngươi cái này không khiến người ta bớt lo nha đầu. Mẹ vợ lần nữa trách cứ, lần trước đem chính mình gã vô thanh vô tức, hiện tại mang thai hài tử đều mấy tháng cũng không nói một tiếng, cái này làm mẹ nơi nào sẽ không lời nói. Ai nha, nhân gia sai đi. Đao mịt mờ nũng liệu lấy dao động mẹ mình tay, cùng một tiểu nữ hài một dạng người nhà ngươi nhà mẹ vợ có chút bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy mẫu nữ liền nói lên thể mình lời nói lâm phàm bên này lão trưởng nhân đao bá thiên đem lâm phàm trực tiếp liền kéo đến bên cạnh Hiền tế các ngươi lá gan này cũng quá lớn a à? xông ra lớn như thế họa đao bá thiên thần tình nghiêm túc nói lâm phàm nhíu mày tiếp lấy ha ha cười trả lời kỳ thực ta cũng không muốn nhưng thế nhưng khắp nơi gặp nhầm vào cũng không thể mặc cho người ta tìm tới cửa khi nhục a à. cái tình huống gì đao bá thiên nghe xong liền biết trong này biết có cái gì ẩn tình lâm phàm không có giấu giếm cái gì đem chuyện này nguyên nhân gây ra nói ra khi biết được hiền vương thế tử kiếm chuyện để cho thuế vụ ti người cố ý làm khó dễ muốn cho lâm phàm không đóng nổi thuế đầu người đồng thời đem lâm phàm con dâu toàn bộ cả đến thanh lâu đi đao bá thiên trong nháy mắt nổ ngươi nói cái gì những cái kia cẩu nương dưỡng còn nghĩ đem nữ nhi của ta lộng thanh lâu đi nữ nhi một mực là nghịch lân của hắn chuyện như vậy tuyệt đối là linh dễ dàng tha thứ nhìn thấy chính mình cha vợ tại chỗ liền nhảy cẩn lên lâm phàm không thể không khuyên hai câu mắng chửi người không có gì đừng đem cơ thể bị chọc tức nhưng cha vợ lại bình tĩnh không được tức giận nói đây là gì hiền vương thế tử chán sống chậm chút lão tử đem hắn cho chém chết tươi ngạch nhìn xem nóng nảy cha vợ lâm phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải so với cân nhắc đại cục kiếm linh lão phụ thân rõ ràng cái này lão phụ thân càng đúng chỗ nhạc phụ nếu không thì vào nhà trước lâm phàm cười cười mở miệng đề nghị cùng dạng này cha vợ nói chuyện phím tự nhiên thoải mái hơn Ân, vào nhà nói. Đao bá thiên cũng không có phản đối, gật gật đầu đáp ứng xuống. Lâm đại sư. Lưu hoành cuối cùng có nói cơ hội, liền cung kính lên tiếng chào vấn an. Lâm đại sư. Đối phương con dâu cũng mở miệng hỏi hảo, không có kịch độc quấn thân, đối phương khí sắc đã khá nhiều. Ân, đều cùng một chỗ vào nhà A. À. Lâm phàm khẽ vuốt cầm nói. Đi vào trong phòng. Rất nhanh liền có người dân lên nước trà. Đám người uống một ngụm trà bình tĩnh trở lại đao bá thiên lại lần nữa cau mày nói chuyện lần này ngươi làm không tệ nhưng đối kháng triều đình đại quân chuyện này không cách nào lành ân ừ, chính xác không cách nào lành không biết nhạc phụ lần này tới có chỉ thị sao lâm phàm nhấp một ngụm trà thủy tiếp đó liền cười cười dò hỏi đao bá thiên bá khí nói cái này còn có thể có dặn dò gì hoặc là chạy trốn hoặc là liền phản hắn choán nha đem triều đình làm phục a à, nhạc phụ không sợ triều đình lâm phàm nghe xong vui vẻ lên đao bá thiên hừ lạnh nói sợ cha người ta cũng không biết gì là sợ hơn nữa ta còn có thể trơ mắt xem các ngươi bị triều đình diệt nghe nói như thế không thể không nói lâm phàm cảm động đối phương nhưng không biết lá bài tẩy của hắn nhưng biết hắn xông ra đại họa lại không có suy nghĩ như thế nào thoát ly liên quan mà là lựa chọn đứng cùng nhau dù là cái đứng cùng nhau này là tạo phản cảm tạ nhạc phụ lâm phàm chân thành nói tạ nói lời gì đâu người một nhà nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ kỳ thực ta cũng nhìn bây giờ triều đình khó chịu rất lâu kể từ vũ hoàng già nua tả tướng đại nhân rơi đài, hữu tướng cầm quyền, thiên hạ này cũng sớm đã thay đổi. Đào bá thiên khoát tay áo nói. Lâm phàm đầu lông mày nhướng một chút hỏi, bây giờ triều đình loạn lên. Mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh, thực tế chính xác rối loạn, già nô vũ hoàng già, vô tâm quản lý triều chính, một lòng cả cái gì trường sinh, bây giờ triều chính đều rơi vào gian định trên tay, tăng thêm hoàng thất không thiếu thành viên cũng không an phận, bây giờ đại long sớm đã không có năm đó uy thế. Đao Bá Thiên gật đầu nói, mấy ngày trước đây còn nghe, phía Tây bởi vì phía trước tuổi đại hạn, căn bản là không có cái gì thu hoạch, sống sót cũng khó khăn, triều đình lại không giúp đỡ giảm thuế, đã có dân chúng cầm vũ khí nổi dậy, giết không thiếu thuế vụ quan. Ác như vậy. Lâm Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Đây vẫn chỉ là bắt đầu đâu, trải qua tin tức đáng tin, những thứ này khởi nghĩa dân chúng, đằng sau đều có người ở thôi động, dần dần tạo thành xây dựng chế độ, làm không tốt liền thiên hạ đại loạn. Đao Bá Thiên lần nữa gật đầu. Ta liền nói đâu, ta chỗ này cứ vậy mà làm chuyện lớn như vậy còn như thế bình tĩnh lâm phàm rốt cuộc minh bạch vì cái gì diệt triều đình một chi đại quân triều đình đến bây giờ còn không có cái gì biểu thị ra đây không phải không muốn mà là bây giờ triều đình đã không giống lấy trước như vậy uy áp tứ hải hoàng đế tu tiên cầu trường sinh hoàng thất không an phận muốn đoạt bảo tọa triều đình gian định nắm quyền bách tính sống không nổi cầm vũ khí nổi dậy cái sau hoặc có lẽ là có ẩn hình tay tại thao tác chuyện này muốn biến thiên cho nên ta mới vừa nói cùng lắm thì liền phản mẹ nó lấy con rể bản lãnh của ngươi lấy ra thần tượng thần dược sư thân phận đăng cao nhất hô, tăng thêm chúng ta những thứ này nhà mẹ để giúp đỡ, muốn thành chuyện cũng không phải không có khả năng. Đao bá thiên hiển lộ ra bá khí, không hổ chính mình bá đao sơn trang trang chủ chi danh. Nhưng bên cạnh mẹ vợ lại nói, ngươi cái này ngốc lớn mật, đừng muốn lừa gạt tiểu phàm, muốn cải thiên hoán nhật nào có đơn giản như vậy, lục pháp chết lạc đà so mã đại, chớ đừng nói chi là, là thâm căn cố đế vương triều, chỉ cần vũ hoàng đế nhất ngày còn tại, muốn biến thiên đều khó có khả năng. Đao bá thiên vốn là nghĩ mạnh miệng, nhưng nghe xong vũ hoàng đế, liền không lên tiếng lâm phàm đem cái này mắt nhìn bên trong liền do dự phía dưới hỏi nhạc phụ cái vũ hoàng đế là một cái người thế nào vì cái gì chỉ cần hắn tại đại long vương triều liền vượt không được đao bá thiên cảm thán nói cái vũ hoàng đế là cái kỳ nhân trước đây chúng ta đại long vương triều cũng không có phát hiện ở cương thổ là cái này vũ hoàng ngạnh sinh sinh đánh ra hắn không chỉ có thức nhân chi minh hoàng tinh thông chiến pháp thâm thụ quân đội ủng hộ chỉ cần hắn còn tại quân đội cũng sẽ không loạn đại long căn cơ liền sẽ tại đối với điểm ấy lâm phàm bản thân cũng là tán thành một quốc gia căn cơ mãi mãi cũng là quân đội, có chiến lực quân đội. Chỉ cần còn có những thứ này quân đội, thiên hạ lại loạn cũng không khả năng phá vỡ được. Bất quá đó là dưới tình huống bình thường. Bây giờ nhiều lâm phàm biến số này, nếu như đối phương khư khư cố chấp, cái kia lâm phàm không ngại hiện ra một phen cái gì là giảm chiều không gian đã kích. Bất quá bây giờ tình trạng này, triều đình thời gian ngắn là không thể nào tìm phiền toái, bởi vì vùng đất phía tây bộc phát vấn đề càng lớn. Một cái khu vực bách tính bị bàn tay vô hình trợ giúp tụ chúng tạo phản, nhiều cái chủ quan bị những thứ này phản dân đánh tới tế cờ, cái này so với hắn vấn đề của nơi này nghiêm trọng nhiều. Hắn ở đây chỉ là không phục chống cự mà thôi, cũng không có muốn tạo phản ý tứ. Chuyện này trước không nói, các ngươi hiếm thấy tới một chuyến, trước tiên thử một chút chúng ta nơi này đặc sắc món ăn đặc sắc. Lâm Phàm không có trò chuyện nhiều cái gì, đem trà trong ly nước uống xong, liền thu xếp ăn cơm. Đao Bá Thiên cũng không có phản đối, việc này nói đến không sai biệt lắm là được, thật muốn có biến, trực tiếp làm liền xong việc. Trong nhà con dâu nhiều, chiêu đãi người sự tình tự nhiên không cần Lâm Phàm lo lắng. Khi biết được có khách tới, vẫn là mình tỉ muội cha mẹ, mấy cái khác con dâu liền nhanh chóng an bài thỏa đáng. Một bữa cơm ăn đến rất vui vẻ. Để cho đau mịt mờ mang cha mẹ mình đến trang viên đi dạo một vòng, nói tiếp nói thể kỹ thoại, Lâm Phàm liền mang lưu Hoành vợ chồng tới phòng tiếp khách. Các ngươi tìm ta có việc. Lâm Phàm đã biết đối phương đi theo tới là tìm chính mình có việc, liền trực tiếp hỏi. Đúng vậy. Lưu Hoành cung kính gật đầu, lần trước ngài rời đi đến vội vàng, ta còn chưa kịp chuẩn bị kỹ càng tạ lễ, lần này cùng trang chủ tới, chính là đem tạ lễ bổ túc, để bày tỏ lòng biết ơn tạ lễ cũng không cần, lần trước ta hỗ trợ giải độc, là phu nhân ngươi từng đối với nương tử của ta chiếu cố nhiều hơn, làm chuyện nên làm mà thôi. Lâm Phàm khoát khoát tay trả lời. Chuyện là chuyện này, nhưng tạ lễ vẫn là nên, dù sao đây là ân cứu mạng. Lưu Hoành lấy ra một cái hộp gỗ, thần sắc thành khẩn đưa ra, đồng thời giới thiệu nói, nghe y thuật cao minh người, đều đối đủ loại cao năm dược liệu cảm thấy hứng thú, vừa vặn sớm mấy năm tất chứa một chi lão sâm, hy vọng ngài không nên chê. Lão sâm. Bao nhiêu năm? Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, loại dược liệu này đúng là hắn trước mắt cần nhất. Lưu Hoành trả lời, khoảng chừng 2.000 năm năm, là thượng đẳng lão sơn sâm. Loại này lão sơn sâm, đúng là ta cần, liền không đẩy, bất quá tạ lễ lời nói không cần nhiều lời nữa, ta xuất tiền mua xuống. Lâm Phàm mở miệng nói ra, ta có thể theo giá thị trường thanh toán 5 vạn lượng, hoặc cho ngươi một cái từng thêm nửa giác công lực đại hoàng đan. 2.000 năm phân lão sơn sâm, giá thị trường cho 5 vạn lượng chỉ nhiều không ít, bất quá tính lên có tiền mà không mua được cũng là không sai biệt lắm đại hoàng đang lại càng không cần phải nói, đây mới thực là có tiền mà không mua được vô thượng bảo bối. Lưu Hoành lần này thật là tặng lễ, đưa tiền hắn là vạn vạn sẽ không cần. Nhưng làm nghe được đại hoàng đang, hắn cự tuyệt trong nháy mắt liền nói không ra ngoài. Bất quá cuối cùng vẫn hung hăng cắn răng một cái, biểu thị chính mình cho là tạ lễ, cái gì cũng không cần. Nhìn thấy đối phương thái độ, Lâm Phàm cũng là có chút nha nhiên. Liền đại hoàng đang dụ hoặc đều có thể cự tuyệt, có thể thấy được đối phương là cái như thế nào thành ý. Đáng tiếc nhi tử dậy không gì đáng nói lâm phàm lắc đầu nở nụ cười tiếp lấy lấy ra một cái bình ngọc ném ra ngoài trước đây đại hoàng đan đã toàn bộ ban thưởng cho hộ vệ đội hiện tại hắn đeo trên người chính là mấy ngày nay thu thập dược liệu một lần nữa luyện ra được còn mang theo một tia ấm áp lưu hoành vội vàng tiếp nhận bình ngọc lỗ hổng tán phát tí ti mùi thuốc để cho hắn toàn thân chấn động cầm a à, những vật này ta cũng không thiếu liền xem như ta đáp lễ lâm phàm cười cười mở miệng nói đem trên tay đối phương hộp gỗ cho nhận lấy lưu hoành còn nghĩ tiếp tục từ chối nhưng nội tâm khát vọng vẫn là để hắn nói không nên lời hơn nữa Lâm Phàm cũng đã nói, đó cũng không phải giao dịch, mà là đối phương đáp lễ. Lưu Hành cuối cùng vẫn chạy không khỏi thật hương. Lâm Phàm cười cười không có nhiều lời nữa, hai ngàn năm phân lão sơn sâm, đủ để luyện chế ra thứ phẩm thiên nguyên đang đi ra, mặc dù dược hiệu không có chân chính thiên nguyên đang mạnh như vậy, nhưng cũng so đại hoàng đang mạnh hơn một mảng lớn, đồng dạng có làm cho người đột phá tiên thiên cảnh giới công hiệu. Mặc dù xác suất này thấp hơn một chút, nhưng dù là chỉ có một nửa cũng đủ dùng rồi. Một lớp này có qua có lại. Lâm Phàm có thể nói là kiếm lớn, dĩ nhiên đối với mới được đại hoàng đan cũng sẽ không thua thiệt đem chuyện này giải quyết lâm phàm liền hướng ngồi ở bên cạnh vẫn không có nói chuyện phụ nhân hỏi nếu như ta không có đoán sai người trước kia là bạch liên giáo a tác giả lời nói chúc đại gia ngày quốc tế thiếu nhi khoái hoạt bởi vì hôm nay vừa vặn muốn đi công tác đi nơi khác cho nên đổi mới hơi trễ bất quá đại gia yên tâm nếu là ăn tết vậy khẳng định đổi mới không phải ít tối nay còn có đổi mới cuối cùng của cuối cùng cảm ơn mọi người nguyệt phiếu ủng hộ tấu chương xong chương một trăm bốn mươi chín phụ nữ bí mật người trước kia là bạch liên giáo a một câu bình tĩnh lời nói nhưng lại tại toàn bộ phòng tiếp thách nhất lên cực lớn sóng lớn vừa rồi lấy được bảo bối tốt đang đắc ý lưu hành khi nghe đến một câu nói kia ngữ thời điểm thần sắc đột nhiên đại biến nhìn về phía lâm phàm ánh mắt vô ý thức liền muốn giảng giải cái gì nhưng làm chính giữa vòng xoáy phụ nữ khi nghe đến câu nói này thời điểm ngoại trừ thở dài một tiếng không có bất kỳ cái gì biến hóa thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh giống như là đã sớm dự liệu một màn này lâm lâm đại sư nói giỡn nhân ta tại sao có thể là bạch liên giáo đây này hắn một mực theo ta rất nhiều năm vẫn luôn là trong nhà yên lặng giúp chồng dạy con ngài cái này ngài cái này nhất định là nhận lầm lưu hoành miễn cưỡng vui cười muốn để cho mình thần sắc nhìn càng thêm bình tĩnh một chút nhưng ngược lại để cho người ta nhìn tứ bất tượng cái này cưỡng ép giải thích bộ dáng người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó có vấn đề bất quá cũng không thể trách đối phương bởi vì cái này đột nhiên ra hỏi quá mức đánh sâu vào rõ ràng thẳng đến đối phương ranh giới cuối cùng nhất lâm phàm không có trả lời lời nói này càng thêm không cùng đối phương tranh luận cái gì, chỉ là bình tĩnh nhìn đối diện phụ nữ. Ai? Phụ nữ lần nữa thở dài một tiếng, tiếp lấy liền mang theo vẻ khổ sở gật đầu, Lâm đại sư quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta đúng là người của Bạch Liên giáo, mặc dù đã bị trục xuất giáo phái, nhưng ta căn nguyên đúng là Bạch Liên giáo. Nương tử. Lốt điên. Lưu Hoành há to miệng, vốn còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nói không nên lời, rõ ràng hắn đã biết sự tình. Bất quá, bây giờ nói gì cũng đã chậm, dù sao người trong cuộc cũng đã thừa nhận. Yên tâm đi, tất nhiên ta đem cái này sự tình nói ra mà không phải động thủ tự nhiên là không có ý định làm khó dễ các ngươi lâm phàm ánh mắt yên tĩnh cũng không có bởi vì nghe được thân phận của đối phương mà xuất hiện đối phương cho là bạo lực xử trí vấn đề ngươi không có ý định cầm xuống ta phụ nữ thần sắc đồng dạng bình tĩnh nhìn về phía lâm phàm mở miệng dò hỏi ta tại sao phải cầm xuống ngươi a à? lâm phàm trực tiếp một cái cười cười hỏi lại chúng ta không phải có thù sao phụ nữ vẫn là cái kia giọng điệu nhìn chằm chằm lâm phàm tiến hành hỏi thăm Lâm Phàm trả lời, ta là cùng Bạch Liên giáo có thù, nhưng oán thù này, kỳ thực là tương đối như thế, càng thêm không cần nói, ngươi cũng sớm đã thối lui ra khỏi Bạch Liên giáo. Phụ nữ nghe vậy trầm mặt lại. Kỳ thực nàng lần này đi theo đến, chính là muốn ngã bài một ít chuyện. Bởi vì nàng đã sớm biết được, Lâm Phàm đang giúp nàng tiến hành giải độc thời điểm, liền đã biết nàng nền tảng. Bằng không, cũng sẽ không sẽ giúp vội vàng giải độc thời điểm, đem độc nội tình cho chính xác nói ra. Lúc đó lúc trời, nàng nói ra một câu không đầu không đuôi nhắc nhở lời nói, kỳ thực chính là một cái thăm dò. Lâm Phàm đáp án khi đó, đã để nàng xác định chính mình suy đoán. Ta là đời trước Bạch Liên Thánh Nữ, bất quá bởi vì thấy không rõ một số việc thực, bị một cái tồn tại nào đó phế đi, sau đó để ta trở thành thánh độc vật dẫn, phát huy cuối cùng giá trị. Phụ nữ trầm mặt một hồi, liền hơi cúi đầu mở miệng tự thuật đạo. Lâm Phàm chính xác không có ngoài ý muốn, bởi vì thay đối phương giải độc thời điểm, hắn liền đã đã nhìn ra, trên người đối phương nuôi độc, là cùng đau lão trên thân người độc là đồng nguyên. Đối phương tự nguyện thai ngán dạng này độc, kết hợp với phía sau đối phương nói lời nói, Kỳ Thực muốn đoán được đáp án này cũng không khó. Trước đây ngươi vì cái gì?" Tự nguyện thai nén trên người kịch độc. Lâm Phàm cái trước không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cái sau hắn lại có chút nghi hoặc. Phụ nữ khổ tâm trả lời, kỳ thực không có quá nhiều chuyện phức tạp, đơn giản là giáo phái đối với ta có dưỡng dục chi ân, còn có ta đã có mình hài tử. Nương tử." Lưu Hoành nghe được một câu nói kia ngữ, trong nháy mắt liền lệ rơi đầy mặt. "Biết." Lâm Phàm cũng khẽ gật đầu. Làm một mẫu thân, bất cứ chuyện gì đều có thể bỏ qua nhưng đối với thân sinh cốt nhục của mình, tuyệt đối là khó mà dứt bỏ. Thậm chí tại nhiều khi, cái này một cái hội so với mình sinh mệnh còn trọng yếu nhiều. Đến nỗi vì sao muốn lựa chọn đối phương, đơn giản là thể chất tương đối thích hợp thôi. Bất kể như thế nào, cảm ơn ngươi cho ta tân sinh, cho nên ta lần này gọi ta trưởng phu tới, ngoại trừ nói một tiếng cảm ơn, còn muốn khuyên bảo ngươi một chuyện, đó chính là Bạch Liên giáo không có trên mặt nổi đơn giản như vậy, vụng trộm năng lượng tuyệt đối vượt qua bất luận người nào tưởng tượng. Phụ nữ thần sắc, lần thứ nhất ra cho tới nay bình tĩnh biến thành ngưng trọng. Lâm Phàm lặng lặng nghe xong, tiếp lấy mang theo miệng cười nói, ngươi nói không đơn giản, có phải hay không núp trong bóng tối thần bí chủ thượng? Ngươi đã biết. Phụ nữ có chút kinh ngạc. Lâm Phàm khẽ gật đầu, nếu như ngươi nói là người này, chính xác đã biết, đối phương vài ngày trước còn phái sai tới huyết linh vệ, muốn lấy ta hạng thượng thủ cấp đâu. Không nghĩ tới ngươi còn đã trải qua chuyện này, bất quá đây chỉ là một một phần nhỏ. Phụ nữ quả thật có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, hơn nữa lại một lần nữa ném ra không giống nhau tin tức. Đây chỉ là một bộ phận lâm phàm thần sắc hơi hơi ngưng trọng hắn cho là mình đã hoàn toàn biết bạch liên giáo sâu cạn thậm chí còn cảm thấy có thể tùy tiện đem đối phương nắm nhưng không nghĩ tới bây giờ lại tiếp xúc đến không giống nhau tin tức chính xác chỉ là một bộ phận thậm chí ngay cả một nửa cũng không tính phụ nữ gật gật đầu nói bình tĩnh thần sắc cũng hiếm thấy xuất hiện ngưng trọng xin lắng tai nghe lâm phàm rất nhanh bình tĩnh lại mở miệng hỏi thăm đối phương sau này phụ nữ nhìn thấy lâm phàm vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc một chút liền khôi phục bình tĩnh cũng là nhìn không được lần nữa nhìn chằm chằm lâm phàm một mắt nàng cho là mình nói ra tin tức tuyệt đối sẽ hung hăng rung động một phen lâm phàm mới đúng dù sao so với trên mặt nổi bạch liên giáo nàng bại lộ tin tức có thể nói là lớn đến kinh người có thể để nàng không nghĩ tới lâm phàm vẻn vẹn kinh ngạc một chút vậy mà rất nhanh lại lần nữa khôi phục bình tĩnh liền phản phất có lớn hơn nữa giữ lại đều không thể dao động tâm thần hoặc có lẽ là cũng không có để vào mắt ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao phụ nữ nhịn không được hỏi một câu lâm phàm đàng hoàng gật đầu kinh ngạc là khẳng định có một điểm dù sao bạch liên giáo nhìn đơn giản như vậy thủy lại sâu như vậy nhưng cũng vẻn vẹn hơi kinh ngạc thôi dù sao nước của hắn dù thế nào sâu đều khó có khả năng có ta sâu nói đến phần sau lời nói lâm phàm là mang theo mỉm cười nói đi ra ngoài phụ nữ vốn là muốn dùng tin tức này tới rung động một phen ân nhân của mình đồng thời cũng muốn để cho ân nhân của mình cảm thấy chính mình cho ra lễ vật nặng bao nhiêu từ đó báo ân có thể để nàng không nghĩ tới lại là để cho chính mình nghe được như thế một cái lời nói thủy dù thế nào sâu đều khó có khả năng có ta sâu đây là như thế nào một cái tự tin xem ra tất cả mọi người đều xa xa xem nhẹ ngươi ta đã dự cảm đến bạch liên giáo mưu đồ nhiều năm sự nghiệp to lớn thậm chí thần bí chủ thượng tính toán không vênh váo tính toán cuối cùng đều biết hủy ở ngươi người trẻ tuổi này trên tay phụ nữ ánh mắt dần dần thay đổi nhìn về phía lâm phàm ánh mắt có một tí bi ai nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khó tả thống khoái rõ ràng đối với khi xưa giáo phái nội tâm của nàng là mang theo cừu hận lời nói nói tới ở đây nàng tự nhiên sẽ không còn có điều kiên kỵ gì bắt đầu đem bạch liên giáo chân chính tình trạng nói ra bạch liên giáo truyền thừa rất lâu nhưng Chân Chính đến Huy Hoàng, rất nhiều người đều nói là thế hệ này thánh nữ nguyên nhân, nhưng thực ra không phải vậy, Chân Chính để cho Bạch Liên giáo đạt đến hưng thịnh huy hoàng là bởi vì tại bổng dưng một ngày, có một cái mang theo mặt nạ tồn tại, tìm được Bạch Liên giáo tổng đàn. Tấu chương xong. Chương 150, động phòng nha hoàng. Người gặp phải huyết linh vệ, kỳ thực chỉ là hàng thất bại, thuộc về thần bí chủ thượng huyết thần kế hoạch, mà kế hoạch này, chân chính là muốn tạo ra siêu việt cao thủ tuyệt thế huyết thần tới. Phụ nữ thần tình nghiêm túc kể rõ, mở miệng chính là ném ra tin tức nặng ký tạo ra siêu việt tuyệt thế huyết thần. Lâm Phàm ánh mắt hơi hơi ngưng lại. Thần. Đây là như thế nào tồn tại? Bây giờ cái này thần bí chủ thượng, lại muốn tạo ra một tôn thần tới. Mặc dù thần này là tương đối mà nói, không phải trong truyền thuyết thần thoại thần. Có thể siêu việt cao thủ tuyệt thế, cái này tại trước mặt thế giới, nói là thần cũng không phải là quá đáng. Dù sao đạt đến cao thủ tuyệt thế, đã là hậu thiên lại tiên thiên, siêu phàm thoát tục. Sức một mình. Liền có thể có thể so với thiên quân vạn mã. Nếu quả thật có thể tạo ra được siêu việt tuyệt thế tồn tại, quả thật có tư cách xưng một cái thần chữ. Huyết thần kế hoạch. Tạo ra một tôn chân chính thần đi ra. Đây thật là một tràn ngập giả vọng kế hoạch. Không tệ, siêu việt tuyệt thế thần. Phụ nữ nghiêm nghị gật đầu, đây là tâm tình nàng ba động lớn nhất một lần. Bây giờ thành công không? Lâm Phàm thở ra một hơi hỏi. Phụ nữ khẽ lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao ta ra khỏi bạch liên giáo đã lâu, bất quá hẳn là còn không có thành công, bằng không sẽ không tới bây giờ, thần bí chủ thượng vẫn là như vậy điều thất điều này cũng đúng lâm phàm công nhận gật gật đầu cả hai thù hận lớn như vậy nếu là thật có như thế một tôn thần đối phương tuyệt đối sẽ thứ trong lúc nhất thời đem hắn cái này cừu địch cho làm rồi nơi nào sẽ để cho hắn an nhàn đến bây giờ dù sao cũng là bởi vì hắn tồn tại mới khiến cho bạch liên giáo nhiều lần tổn thất nặng nề lốt điên còn có giang hồ các đại thế lực một mực tìm phiền toái nếu là thật thành công đã sớm đi ra đại sát tứ phương huyết thần có thể còn không có tạo ra bất quá thất bại phẩm huyết linh vệ còn có thứ phẩm huyết thần vệ thần bí chủ thượng hẳn là sáng tạo ra không thiếu, ngươi cũng phải cẩn thận mới được. Phụ nữ mở miệng lần nữa khuyên bảo, tiếp lấy đem nhắc đến huyết thần vệ giới thiệu một phen. Mặc dù chỉ là huyết thần bán thành phẩm, nhưng lại muốn viễn siêu huyết linh vệ, trong đó yếu nhất cũng là siêu nhất lưu cao thủ, trong đó người nổi bật thậm chí tới gần tuyệt thế tiêu chuẩn. Thần bí chủ thượng góp nhặt ra sức mạnh như thế, vì cái gì điều thấp như vậy, nếu như ngươi không có gạt ta, lấy đối phương có thực lực, so với tứ tuyệt thế lực lớn đều chỉ mạnh không yếu. Lâm Phàm đối mặt cái này khuyên bảo giới thiệu, lông mày hơi nhíu lại có thực lực này đối mặt giang hồ các phái vây quét đối phương vì sao muốn trốn tránh bị đánh cái này hoàn toàn không hợp lý phụ nữ hồi đáp cụ thể ta cũng không rõ ràng bất quá có một chút có thể xác định đó chính là cái này thần bí chủ thượng toan tính chi lớn vượt quá tưởng tượng thậm chí ta suy đoán là cái kia chí cao bảo tọa hắn muốn làm hoàng đế lâm phàm một chút trở nên có chút hít mắt phụ nữ gật đầu nói rất lớn tỷ lệ là như thế phía tây hỗn loạn ta mặc dù không biết cụ thể nhưng liền biết được tin tức đến xem, cực lớn có thể chính là cái này chủ thượng thủ bút. Đối phương chỉ nói hai cái tin tức. Nhưng hai cái này tin tức nếu như đều là thật, cái kia sau 10 cái trăm cái tin tức đều phải kinh người. Thần bí chủ thượng. Mưu đồ càng là muốn biến thiên. Vốn cho rằng chỉ là một cái phổ thông tà giáo, chỉ có thể trong bóng tối làm chút bản sự, không ra gì. Nhưng bây giờ chân chính phân tích ra, lại phát hiện đối phương là một đầu lũ ống mãnh thú, núp trong bóng tối thời khắc mưu đồ, muốn đem Đại Long Vương Triều Điểm ấy long cho một ngụm nuốt vào đi. Bây giờ phía tây đại loạn chính là đối phương lộ ra mình răng nanh thần bí chủ thượng thật không đơn giản không đơn thuần là hắn mưu đồ sự tình còn có bản thân hắn thân phận đồng dạng không phổ thông tại trong hiện thực tuyệt đối có địa vị cao bằng không đi không đến hôm nay việc này người cùng hắn thù hận không nhỏ ở phương diện này nhất định muốn cẩn thận phụ nữ tại cáo từ lúc rời đi lưu lại cuối cùng một câu khuyên bảo lâm phàm đưa mắt nhìn hai vợ chồng rời đi đối phương lần này đi theo tới đầu tiên là cho hắn tiễn đưa tại lễ thứ hai là bảo hắn biết bạch liên giáo chân chính bí mật xem như ân tình báo đáp bây giờ hoàn thành đương nhiên sẽ không nhiều hơn nữa dừng lại. Thật không nghĩ tới, cái này thần bí chủ thượng là vụn trộm lớn nhất nhân vật phản diện, bất quá mặc kệ ngươi dù lớn đến mức nào nhân vật phản diện, nếu để cho ta bắt được, ngươi cũng là một con cá chết. Lâm Phàm tiêu hóa xong được cho biết bí mật, liền miễn cười về tới nội viện ở trong. Đảo mắt mấy ngày đi qua. Triều đình đại quân vẫn không có tới, rõ ràng phía Tây thật sự xảy ra đại vấn đề, để cho triều đình cũng bắt đầu sức đầu mẻ tráng, không có quá nhiều tinh lực quản hắn chuyện nơi đây. Dù sao cấp quận cái khác trú quân, bị hắn hoàn toàn đánh tan ngay cả chủ tướng đều cấm muốn cường thế tiến hành trấn áp chỉ có thể điều động chân chính đại quân tinh nhuệ tới nhưng bây giờ phía tây đại hỗn loạn âm thầm có đẩy tay đang gây sự không thiếu khởi nghĩa dân chúng dần dần tạo thành xây dựng chế độ mỗi ngày còn có các lộ cao thủ gia nhập vào nghiễm nhiên có trở thành họa lớn trong lòng chi thế dưới loại tình huống này đại quân tinh nhuệ vội vàng đều không giúp được nơi nào còn có thời gian hướng về ở đây phân phối những ngày này đại long loạn tượng đã để mấy cái nước láng giềng biết được phía bắc mang tử quốc thứ nhất không an phận đã điều động đại quân đến tiền tuyến bây giờ triều đình loạn hơn ngươi phải sớm tính toán vào lúc ly biệt thời điểm đao bá thiên cùng lâm phàm người con rể này dặn dò một câu lâm phàm gật đầu trả lời nhạc phụ yên tâm đi nên làm như thế nào trong lòng ta sớm đã có tính toán ân ừ, đối với người ta vẫn là yên tâm yên tâm đi làm nhà chúng ta toàn bộ ủng hộ ngươi đao bá thiên trọng trọng vỗ xuống lâm phàm bả vai liền mang theo cười to cùng lão trưởng mẫu nương lên đường rời đi các ngươi trên đường cẩn thận đau miệng mờ bình thường hổ rất nhiều nhưng nhìn đến cha mẹ rời đi cũng là tràn đầy tiếc nuối mắt to tại lúc này đều có chút đỏ lên rõ ràng đối với mình cha mẹ vẫn là rất kỹ lại ân chúng ta biết trở về đi bên ngoài còn có chút lạnh đừng để bị lạnh lão trưởng mẫu nương nghe được nữ nhi căng dặn con mắt cũng là có chút hồng xe ngựa rời đi cuối cùng chỉ để lại xe cô đè ngấn tháng giêng bây giờ đã qua nhưng thời tiết vẫn như cũ rất lạnh bầu trời còn tại tung bay bông tuyết Lâm Phàm ôm chầm vành mắt phím hồng con dâu, an ủi, chờ ngươi sinh hạ hài tử, đến lúc đó ta mang ngươi về nhà ở một đoạn thời gian, bây giờ về phòng trước A, bên ngoài chính xác thật lạnh. Ân, quyết định A. Đao mệt mờ hiếm thấy nhu thuận. Ân, quyết định. Lâm Phàm cười cười gật đầu nói. Thời gian kế tiếp, Lâm Phàm rút sạch đem lưu hoành tặng tại lễ luyện thành thứ phẩm thiên nguyên đan. Vận khí rất tốt. Lần này được năm mai thành đan. Mặc dù là thứ phẩm, nhưng công hiệu nhưng phải xa xa lớn hơn đại hoàng đan, chỉ so với chân chính thiên nguyên đan kém nhất cấp cái này các ngươi cầm lấy đi hấp thu, đem thực lực đẩy lên đến siêu nhất lưu đỉnh phong, đến lúc đó ta lại cho các ngươi chân chính thiên nguyên đan, nhìn có thể hay không nhất cổ tác khí đột phá tới tuyệt thế chi cảnh. Lâm Phàm ra phòng luyện đan, liền lấy ba cái thứ phẩm thiên nguyên đan, chia ra cho Diệp Tiểu Nhu mấy người ba cái con dâu. Tại đại hoàng đang đủ ngạch cung cấp, lại phối hợp nghịch long cửu biến tất cả thể chất thích ứng tính chất, ba cái vốn không có cái gì luyện võ tư chất con dâu, hiện tại cũng đạt đến nhất lưu đỉnh phong. Nếu như đem thứ phẩm thiên nguyên đang thành công hấp thu, đạt đến siêu nhất lưu đỉnh phong cũng không khó thần dược sư kinh khủng, ở trên chuyện này có thể nói là triển lộ không thể nghi ngờ. Toàn lực tiến hành bồi dưỡng, liền xem như một con lợn cũng có thể bồi dưỡng thành trư cương liệt. Ân. Diệp Tiểu Nhu tam nữ trọng trọng gật đầu, các nàng cũng biết trước mắt tình trạng đều vô cùng cố gắng. Cũng cho ngươi một cái a. À. Lâm Phàm mắt nhìn yên tĩnh đi cùng thị nữ Tiểu Thanh, cũng ném ra một cái. A. À. Ta cũng có thể có không? Tiểu Thanh vội vàng tiếp nhận bình ngọc nhỏ, khuôn mặt nhỏ kích động đến đỏ rực. Không muốn đưa ta lâm phàm cười cười trêu ghẹo nói, nhân gia muốn, tiểu thanh nghe vậy cấp tốc đem bình ngọc nhỏ ôm ở ngực, chỉ sợ lâm phàm thật sự cầm trở lại. bình thường nhìn xem không có gì liệu, nhưng một cái bình ngọc chôn ở trong đó, lại ngay cả đầu đều không thấy được. cái này giấu đi đủ sâu nha. lâm phàm cười cười vuốt vuốt đầu của đối phương, nói yên tâm đi, nếu là cho ngươi, đương nhiên sẽ không cầm về, cố gắng lên, tranh thủ cũng tăng lên tới siêu nhất lưu đỉnh phong. ừ, cô gia yên tâm đi, tiểu thanh nhất định sẽ cố gắng. đến lúc đó bảo hộ ngài cùng tiểu thư tiểu thanh gật cái đầu nhỏ đạo ha ha ta chờ ngươi bảo hộ lâm phàm cười ha hả yên tâm đi tiểu thanh nắm lên nắm tay nhỏ đấu chí tràn đầy cố gắng bế quan phu quân tiểu thanh là ta tiếp thân thị nữ dựa theo tập tục nàng tương lai là phu quân ta động phòng nha hoàng nếu không phải là ngươi bớt chút thời gian đem nàng thu a cũng coi như có cái thuộc về kiếm linh đưa mắt nhìn thị nữ mình rời đi mở miệng hướng mình phu quân đề nghị cảm ơn mọi người nguyệt phiếu ủng hộ chúng ta quyển sách này sáng thế nguyệt phiếu xếp hạng trước 20, cảm tạ tấu chương xong